Bài toán động học đó là xây dựng cái mối quan hệ giữa chuyển động trong không gian khớp và chuyển động của bàn tay máy hay của cơ cấu tác động cuối, thì chúng ta sẽ phải trải qua 6 bước cơ bản. Trong đó bước thứ nhất là chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái hệ thống của chúng ta, đúng không? Thứ nhất đó là việc là chúng ta xác định xem cái robot của chúng ta có bao nhiêu khớp, bao nhiêu thanh nối, đúng không? Và sau đó bước thứ hai, chúng ta sẽ đặt các cái hệ trục tọa độ lên từng thanh nối một, nghĩa là chúng ta sẽ có n cộng một cái hệ trục tọa độ lên các thanh nối, từ hệ trục tọa độ 0, hệ trục tọa độ 1, 2 đến n, như vậy chúng ta có n cộng 1, đúng không? Và cô cũng đã hướng dẫn các bạn đặt các trục x, trục z như thế nào rồi. Một chút lưu ý để các bạn có thể chọn lựa chọn, đó là cái hệ trục tọa độ 0 và hệ trục tọa độ, tức là hệ trục tọa độ cố định, và hệ trục tọa độ thứ n là hệ trục tọa độ mà chúng ta gắn với khâu tác động cuối. Tiếp tục trong cái bước thứ ba là chúng ta sẽ xác định các cái chiều quay của các cái khớp, đúng không? Chúng ta sẽ phải tuân thủ theo những quy tắc để biết cái góc đó là cộng hay là trừ, cái độ tịnh tiến là dương hay là âm. Và bước thứ tư thì các bạn đã có một cái phép tính rất quan trọng, đó là chúng ta sẽ xác định được ma trận biến đổi đồng nhất mô tả hướng và vị trí của hệ trục tọa độ thứ y trong y trừ một, đúng không? Tức là cái ma trận t y trong y trừ một mà chúng ta đã phải tìm hiểu nó qua 4 cái phép biến đổi để biết được là hướng và vị trí của y trong y trừ một như thế nào. Sau khi nhân 4 ma trận lên thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có cái ma trận t y trong y trừ một và hay còn gọi là ma trận ai, với cái kết quả là chúng ta sẽ có cái ma trận cuối cùng này. Và đây là một công thức vô cùng quan trọng mà cô nói với các bạn là chúng ta sẽ sử dụng nó trong rất nhiều các cái mục. Cụ thể là tới đây cô sẽ giao bài tập lớn, và cái việc áp dụng cái phương pháp Dennard-Witten-Tenbeck để giải các bài toán đó sẽ rất là các bạn sẽ phải sử dụng ngay cái công thức này. Tuy nhiên ở cái bước 5 này thì chúng ta mới xác định được cái ma trận AI thôi, tức là hướng và vị trí của hai hệ trục tọa độ kế nhau, đúng không? Nhưng cái bài toán của chúng ta không phải là chỉ dừng lại ở bước thứ 5. Quan trọng nhất đối với bài toán động học thuận vị trí là chúng ta phải xác định được ma trận biến đổi đồng nhất mô tả hướng và vị trí của hệ trục tọa độ thứ n, đúng không? Trong n trong hệ trục tọa độ 0. Đấy. N không, bạn nào đang bật mic đề nghị bạn tắt đi nhé, chứ không nó sẽ vọng vào trong máy của cô, sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác. Chúng ta sẽ phải xây dựng ma trận TN không, đúng không? Tức là gì? Là cái hệ trục cái ma trận biến đổi đồng nhất mô tả hướng và vị trí của cái cơ cấu tác động cuối, đúng không? Mà chúng ta gắn cái hệ trục tọa độ giữa N so với hệ trục tọa độ không, là hệ trục tọa độ cố định mà chúng ta gắn trên đế, đúng không? Thì các bạn sẽ có một cái cách làm rất là đơn giản, đó là sau khi chúng ta tính được n cái ma trận AI thì chúng ta sẽ nhân nó từ A1 đến AN, đúng không? Và cuối cùng thì kết quả của chúng ta cũng sẽ sau khi nhân n cái ma trận thì các bạn cũng sẽ có một cái ma trận biến đổi đồng nhất TN0 bao gồm 4 hàng và 4 cột. Trong đó 3 hàng 3 cột đầu tiên này chính là cái gì nhỉ? Chính là cái ma trận quay mô tả hướng và vị trí của hệ trục tọa độ thứ n trong hệ trục tọa độ 0, đúng không? Còn cái cột cuối cùng này chính là gì? Chính là tâm của cái ON trong hệ trục tọa độ 0. Hệ trục tọa độ 0, đúng không các bạn? Đấy. Thì các bước của chúng ta sẽ được tiến hành như vậy, qua các cái bước, qua các cái n cái bước thì các bạn sẽ có như vậy, đúng không? Để các bạn, như hôm nọ các bạn có nói là nghe thế này thì vẫn chưa thể là thông hiểu được. Thế thì cô sẽ có một cái ví dụ cho các bạn để các bạn có thể là hiểu rõ nó hơn, đúng không? Cô sẽ lấy ví dụ là một cái robot TTR. Robot TTR là robot mà các bạn thấy là sẽ có là hai bậc tự do, đúng không? Cô quay lại bước 4 nhé. Bước cuối cô đã gửi trong slide cho các bạn rồi nhé. Trong đầu cô sẽ quay. Bước 4 chúng ta có gì nữa?
Sao các bạn có ý kiến gì ở chỗ này? Bước 4 đây. Ở đây thì mình phải nhân theo đúng thứ tự này hả cô? Đúng theo thứ tự này. Cô xin lỗi một chút là cái bước 4 này cô đã giải thích kỹ cho các bạn chưa nhỉ? Cô đã giải thích cách vẽ rồi đúng không? Và làm sao để chúng ta có cái ma tính ma trận TI trong Y trừ 1 này? Cô giải thích chưa các bạn? Hồi trước cô có nói rồi ạ. Cô có nói rồi đúng không? Cách vẽ, cô nhớ là cách vẽ và cái tính toán này cô đã hướng dẫn rồi đúng không? Cô nhắc lại một chút nhé. Ở đây là cái gì? Trong cái bước 4 này chúng ta sẽ xác định cái thông số động lực học của các thanh nối. Cụ thể là chúng ta sẽ đặt hai hệ trục tọa độ. Hệ trục tọa độ thứ nhất chúng ta đặt trên thanh nối thứ Y trừ 1. Hệ trục tọa độ thứ hai chúng ta đặt trên link thứ Y đúng không? Thế thì các bạn phải biết rằng nối giữa thanh nối thứ Y và Y trừ 1 bao giờ cũng là khớp thứ Y đúng không? Và nó sẽ quay xung quanh cái trục là ZY. Như vậy là ZY trừ 1 thì sẽ quay xung quanh trục ZY trừ 2 đúng không? Và cái trục cái khớp thứ Y cộng 1 thì nó sẽ quay xung quanh cái trục là trục ZY đấy. Và các bạn sẽ theo đúng các cái bước 3 để các bạn đặt các cái trục Z. Cụ thể các bạn đã được các cái trục Z là trục quay xung quanh các cái trục khớp thứ trước nó đúng không? ZY thì là sẽ là trục mà xung quanh nó cái khớp thứ Y cộng 1 sẽ quay đấy. Và sau đó thì các bạn sẽ thấy các bạn sẽ đặt các đường vuông góc chung thì các bạn sẽ có thêm các trục XY, các trục XY trừ 1 đúng không? Và chúng ta sẽ lần lượt đặt các cái tham số, thứ nhất là AI là chiều dài của các cái thanh nối đấy. Alpha Y là góc vặn của thanh nối, là góc quay từ ZY trừ 1 sang ZY xung quanh trục XY đấy. Còn cái DI là độ lệch của thanh nối tính từ khoảng cách từ OY trừ 1 lên cái tâm XY nhá, DI. Góc theta Y gọi là góc quay của thanh nối, là góc quay từ XY trừ 1 sang trục XY xung quanh trục ZY trừ 1. Thì chúng ta có bốn cái thông số như vậy. Và từ đây thì các bạn thấy là mỗi một cái thanh nối nó sẽ có một cái bộ tham số như vậy, từ AI, alpha I, DI và theta I, và từ đó các bạn lập một cái bảng DH đấy với I từ 1 đến N. Các bạn lưu ý là trường hợp khớp I là khớp định tiến thì biến nó sẽ nằm ở DI, nếu I là khớp quay biến nó nằm ở theta I. Và các bạn dễ dàng nhìn thấy rằng để mà xác định được cái ma trận TI trong Y trừ 1 này, chúng ta sử dụng bốn cái phép biến đổi. Đấy, bốn phép biến đổi. Rốt Y, đấy, đầu tiên là quay xung quanh trục ZY này, tịnh tiến xung quanh dọc theo trục ZY này, tịnh tiến theo trục XY và quay xung quanh trục alpha Y, thì với bốn phép biến đổi này thì Y sẽ trùng với hệ trục tọa độ Y, đúng không? Như vậy, chúng ta từ cái phép biến đổi này để xác định được cái ma trận TI trong Y trừ 1, để biết rằng nó qua những phép biến đổi như thế nào. Và các bạn có cái công thức như cô đã nói ở trong cái bước 5, đó là chúng ta sẽ xác định được cái ma trận AI hay là cái ma trận T trong Y trừ 1 theo cái công thức này, đúng không? Bạn đã hiểu chưa? Bạn đã các bạn đã thấy không? Vừa ý với là những lời giải thích của cô chưa? Vì cô nghĩ là lần trước là cô giải thích rồi cho nên cô chỉ nhắc sơ lại. Còn nếu các bạn thấy chưa hiểu, các bạn có thể yêu cầu cô sẽ giải thích thêm. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Đến bước này các bạn đã hiểu chưa ạ? Ở cái bước 6 là mình phải đưa những ví dụ, là ở cái bước 5 là mình đưa tọa độ của cái hướng và tọa độ, hướng và chiều của cái gốc này so với gốc kia đúng không? Còn bước 6 là hướng của cái cuối với cái đầu đúng không? Chính xác, chính xác. Để mà các bạn có thể hiểu rõ hơn nhé, thì tốt nhất là cô đưa một ví dụ để các bạn có cảm thấy nó trực quan hơn nhé. Thế thì cô sẽ lấy một ví dụ là robot Theta R nhé. Theta R, các bạn nhìn trên cái hình vẽ là robot Theta R. Robot này có hai khớp, khớp thứ nhất là khớp quay đúng không? Bạn nhìn cái trục quay của nó, bạn thấy dấu chấm ở đây này. Đấy,
Thì cái trục này, cái khớp đầu sẽ là cái khớp quay, nó quay xung quanh cái trục vuông góc với mặt phẳng của cái màn hình này, và có chiều khi có dấu mũi chấm, tức là nó có chiều từ từ ngoài hướng vào phía cô, đúng không? Đấy, cái khớp đầu tiên là khớp quay và biến khớp của nó là theta. Đấy, biến khớp của nó là theta. Khớp thứ hai của chúng ta, các bạn nhìn đây, nó giống như cái xi lanh ấy, đúng không? Cái xi lanh nó chạy trong cái piston nó chạy trong cái xi lanh, và như vậy cái biến thứ hai là cái biến tịnh tiến. Như vậy các bạn có ở đây hai cái biến khớp của chúng ta có thể viết là quy gồm gì? Gồm hai phần tử. Thứ nhất là góc biến vị trí thứ nhất là theta, đúng không? Và cái biến thứ hai là biến r. Đấy, biến r là biến tịnh tiến. Thế thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hoạt động của nó đã. Chúng ta thấy nó là chỉ hoạt động trong cái mặt phẳng này thôi, đúng không? Đấy. Và khớp đầu là khớp quay. Thì nó sẽ quay xung quanh trục gì? Đấy, khớp. Các bạn lưu ý khớp thứ nhất là khớp quay thì nó sẽ quay xung quanh trục Z0, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn trục Z0 là cái trục mà xung quanh nó, cái khớp thứ nhất sẽ quay. Đấy, Z0, các bạn sẽ chọn cái trục là vuông góc với mặt phẳng của màn hình và có chiều là hướng ra, đúng không? Còn khớp thứ hai của chúng ta, xin lỗi, là cái khớp tịnh tiến. Cô vẽ lại một chút vì cái bị nguệch ngoạc ra. Khớp thứ hai của chúng ta là khớp tịnh tiến, và cái phương khớp đầu tiên là khớp quay, đúng không? Thì cái trục quay Z0 là đây. Đấy. Khớp thứ hai là khớp tịnh tiến, cái chiều tịnh tiến của bạn là r, biến tịnh tiến là r, đúng không? Như vậy là chúng ta kể theo cái phương tịnh tiến đây. Thì cái trục Z1 của chúng ta nó sẽ nằm như thế này, đúng không? Z1. Trục Z2 sẽ như thế nào? Trục Z2 các bạn lưu ý là cái tâm O2 chúng ta chọn tại một khâu điểm trên khâu tác động cuối, tôi chọn điểm này, đúng không? Và Z2 với Z1 là trùng phương với nhau. Đấy, thì tôi chọn Z2 như thế này. Đấy. Như vậy là tôi đã chọn xong các trục Z. Tôi tiến hành tìm các cái hệ trục tọa độ X. Đầu tiên tôi chọn trục X0 đã, đúng không? Tôi chọn trục X0 là cái trục nằm ngang. Thông thường là X thì chúng ta hay chọn là trục hoành, đúng không? X0 là trục nằm ngang. Đấy. Trục Y như vậy, trục Y0 thì sẽ là trục tung, nhưng tôi cũng vẽ vào cũng được, mà không vẽ cũng không cần, bởi vì như tôi đã nói là cái khi chúng ta có trục Z, trục X thì trục Y của chúng ta là cái trục phụ thuộc, nên các bạn có thể vẽ có thể không. Tôi cứ vẽ cho nó đầy đủ, đấy là Z không, đúng không? Đấy. Z0 và Z1. Đấy, trong trường hợp này các bạn thấy là nếu như tôi kẻ Z0 như thế này thì điểm cắt nhau của ở đây chính là tâm O0, đúng không? Điểm cắt nhau giữa Z0 với Z1 đâu, tôi chọn luôn là O1. Như vậy O1 nó trùng với O0. O1 với O0 ban đầu là trùng với nhau. À xin lỗi, O1 và O0 là trùng với nhau. Đấy. Thế trường hợp khi Z0 và Z1 vuông góc với nhau, đúng không? Thì X1 là cái trục mà vuông góc với mặt phẳng chứa Z0 và Z1. Như vậy chúng ta thấy ban đầu là X1 và Y0 của chúng ta là trùng nhau, vì nó nằm trên cùng cái trên đường đường thẳng và vuông góc với mặt phẳng Z0 và Z1, do tâm O0 và O1 trùng nhau, do vậy là Y0 với Y1 ban đầu là trùng nhau, đúng không? À, đây chính là chúng ta chọn cái tâm O2. Cái trường hợp như cô đã nói là Z1 và Z2 mà trùng nhau, đúng không? Thì người ta khuyên chúng ta là nên chọn X1 và X2 là song song với nhau. Nên tôi sẽ chọn X2 như này. Như vậy là cô đã đặt xong ba cái hệ trục tọa độ. Hệ trục tọa độ thứ nhất là hệ trục tọa độ không cố định, đúng không? Hệ trục tọa độ thứ nhất thì gắn trên thanh nối thứ nhất. Đấy, với trục trục Z1 đây, đúng không? Đây là trục Z1, đây là trục X1. Đấy. Như vậy Y1 thì ban đầu nó sẽ trùng với trục Z0 này, đúng không? Nhưng chúng ta không nên viết Y1 phải cho nó vướng. Đấy. Hệ trục tọa độ thứ hai, hệ trục tọa độ cuối cùng là gắn trên cái khâu tác động cuối, đúng không? Gắn trên khâu tác động cuối. Đấy. Như vậy là chúng ta đã đặt xong ba cái hệ trục tọa độ. Đấy. Nhiệm vụ đầu tiên của cái bài toán động học thuận vị trí là các bạn đã giải được rồi. Tức là các bạn sẽ đặt lần lượt các hệ trục tọa độ lên từng thanh nối. Thứ nhất, đó là hệ trục tọa độ cố định gắn trên gì? Gắn trên bệ, trên đế của robot, hay là một cái điểm cố định trên hệ thống. Đấy. Và khi cái hệ thống chuyển động thì hệ trục tọa độ không của chúng ta nó vẫn là cố định, và mọi chuyển động của hệ trục tọa độ thứ nhất nó sẽ quy à, xin lỗi mọi chuyển động của các cái hệ trục tọa độ khác thì nó sẽ được quy chiếu về cái hệ trục tọa độ cố định đó, các bạn hiểu không? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ phải vẽ cho cô một cái bảng gọi là bảng DH nhé. Bảng DH này các bạn sẽ
có là y. Vì robot của chúng ta chỉ có hai bậc tự do nên y của chúng ta cũng chỉ có hai thành phần thôi, có hai hàng y bằng 1 và bằng 2, đúng không? Và chúng ta lần lượt đưa vào các cái thông số, nhất là alpha y này. Đấy. AI này. AI này. Thứ nhất 3 là gì? Theta y, đúng không? Theta y. Và thứ tư là d, DI. Là DI. Đấy. Thế thì cô sẽ lần lượt giải cho các bạn như sau. Thứ nhất là cái góc alpha y này nó như thế nào, đúng không? Alpha y là góc quay từ z0 sang z1 xung quanh trục x1. Các bạn nhìn đây. Góc quay từ z0 sang z1 xung quanh trục x1. Đúng không? Các bạn thấy nó bằng bao nhiêu nhỉ? Z0 với z1 làm sao nhỉ? Vuông góc với nhau, đúng không các bạn? Đúng không? Các bạn lưu ý nhé. Alpha y là góc quay từ zy trừ 1 sang zy xung quanh trục xy. Do vậy alpha 1 là góc quay từ z0 sang z1 xung quanh trục x1. Đấy. Chữ xung quanh để chúng ta hiểu cái góc này sẽ là cộng hay là trừ. Như vậy các bạn thấy trong trường hợp này, nếu như cô chọn các trục hệ trục tọa độ như vậy thì góc quay từ z0 sang z1 xung quanh trục x1 sẽ là bao nhiêu nhỉ? 90 độ, cộng hay trừ các bạn? Cộng ạ. Cộng, chính xác. Alpha 1 là góc, xin lỗi, là khoảng cách giữa Z0 và Z1. Z0 và Z1 trong trường hợp này cắt nhau cho nên khoảng cách đường vuông góc chung của nó bằng 0, đúng không? Theta y, các bạn xem nhé, góc theta 1 là góc giữa X0 và X1. Góc giữa X0 và X1 nhé. Quay xung quanh trục Z0. Đấy, các bạn nhìn này. Ban đầu góc giữa X0 và X1 đã gì là? Ở vị trí ban đầu nó đã là 90 độ rồi, đúng không? Thế bây giờ các bạn cho cái khớp thứ nhất quay một góc theta, quay một góc theta xung quanh trục Z0, đúng không? Thì lúc này X1 nó sẽ nghiêng sang đây này, nghiêng sang vị trí này một góc là gì? Là theta, đúng không? Xung quanh trục Z0. Như vậy là góc quay giữa X0 với X1, từ X0 sang X1 xung quanh trục Z0 bằng bao nhiêu cả lớp? Bằng bao nhiêu ạ? Ban đầu đã 90 độ rồi, khớp thứ nhất quay thêm 90 độ, à xin lỗi, quay thêm góc theta, thì góc giữa x0 và x1 sẽ bằng bao nhiêu? 90 cộng theta. Chính xác, 90 độ cộng với theta. Các bạn cho cô biết là D1 bằng bao nhiêu? D1 là khoảng cách giữa x0 và x1, mà x0 và x1 của chúng ta là sao? Cắt nhau, đúng không? Trên khoảng cách của nó sẽ bằng 0, đúng không? Tiếp tục. Các bạn sẽ, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các cái thông số của khớp thứ nhất. Chúng ta sẽ đi đến các cái thông số của khớp thứ hai. Đấy. Thứ hai ở đây là chúng ta sẽ xem cái hướng và vị trí của hệ trục tọa độ 2 này so với hệ trục tọa độ thứ nhất, đúng không? Alpha y là góc giữa Z2 và Z1. Z2 và Z1 luôn là trùng nhau, cho nên góc alpha của nó sẽ bằng mấy? Alpha 2 của nó sẽ bằng mấy các bạn? Bằng không, chính xác. Đấy. AI cũng bằng mấy? Nó trùng nhau thì khoảng cách giữa đường vuông góc chung của nó cũng bằng không, đúng không? À. Theta y là góc giữa x1 và x2. X1 và x2 chúng ta chọn song song với nhau rồi nhưng góc của nó cũng là bằng không, đúng không? Đấy. Tiếp tục D2 là khoảng cách giữa x2 và x1. Nếu như cô chọn R chính là cái khoảng cách từ đây đến đây, tức là giữa hai cái trục này, cô chọn luôn cái độ tịnh tiến từ cái điểm cuối của cái thanh nối tịnh tiến cho đến cái điểm gốc là điểm O0 này, cô chọn là R. Như vậy là D của cô ở đây nó D2 chính là bằng R, đúng không? Các bạn lưu ý là biến thứ nhất của chúng ta đó là cái biến quay trên cái khớp, cho nên cái biến của nó sẽ nằm ở cái theta. Biến khớp thứ hai là khớp tịnh tiến, biến nó sẽ nằm ở cái D này. Chúng ta sẽ có R ở đây. Đấy, cô vẽ để các bạn nhìn cho nó rõ. Nhờ đây cô sẽ viết lại như sau. Các bạn nhìn lại nhé. Thứ nhất, khớp thứ nhất của chúng ta là khớp tịnh tiến, đúng không? À xin lỗi, khớp thứ nhất là khớp quay. Nó sẽ quay xung quanh trục Z0 vuông góc. Khớp thứ hai là khớp tịnh tiến. Trục Z1 sẽ là trục mà dọc theo nó. Khớp 2 tịnh tiến, cô chọn Z1 như vậy, đúng không? Sau đó, Z2 là trục mà chọn trùng với song trùng phương với Z1.
và tâm của ô 2 chọn tại điểm cuối của khâu tác động cuối. Như vậy chúng ta các bạn có Z0, Z1, Z2 trình tự như vậy đúng không? Tiếp đến, do Z0 và Z1 vuông góc với nhau, cô chọn X1 vuông góc với mặt phẳng chứa Z0 và Z1. X2 cô sẽ chọn song song với X1. Tiếp tục cô chọn các hệ trục tọa độ cố định X0 và Y0. X0 ban đầu cô chọn trục nằm ngang, nó trùng với Z1. Y0 cô chọn ban đầu nó trùng với X1. À xin lỗi, đúng rồi, Y0 chọn trùng với X1. Như vậy các bạn đã đặt xong các cái hệ trục tọa độ như trên hình vẽ của cô, đúng không? Thưa cô ạ. Ừ, em có ý kiến gì em cứ hỏi đi. Cô cho em hỏi là ví dụ như ở cái góc theta là bằng cái góc quay từ x0 sang x1 đấy ạ. Ừ. Nhưng mà ở đây em thấy là hai cái này nó vuông góc rồi thì sao lại có 90 cộng theta này cô? Đây, cô đang nói là khi đặt các hệ trục tọa độ, cô luôn đặt ở vị trí ban đầu nhé. Cô đặt ở vị trí ban đầu, thì ở vị trí ban đầu này thì x0 và x1 là vuông góc với nhau, nó đã tạo với nhau một góc là 90 độ đúng không bạn? Thế bây giờ bạn cho hệ trục tọa độ 0 là hệ trục tọa độ cố định nhé. Robot có quay, có tịnh tiến thì hệ trục tọa độ 0 vẫn là cố định. Bây giờ bạn sẽ cho cái khớp thứ nhất quay đúng không? Thì hệ trục tọa độ thứ nhất nó sẽ quay cùng với cái khớp thứ nhất đúng nhỉ? Thì lúc đó x1 lúc này bạn cho nó quay một góc là 90 độ đi. À xin lỗi, một góc là theta đi. Thì lúc này x1 nó sẽ gì? Nó sẽ nghiêng sang vị trí này đúng không? Khớp thứ nhất mà quay thì x1 nó sẽ chuyển từ vị trí này sang vị trí này đúng không? Đấy, thì lúc này góc quay từ x0 sang x1 mới đúng không? Nó sẽ là bằng bao nhiêu bạn? 90 độ. Đúng không bạn? Cộng theta. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Cô rất thích những bạn mà hỏi như thế vì các bạn có lắng nghe, các bạn có hiểu thì các bạn mới hỏi đúng không? Bạn chưa hiểu các bạn hỏi là chuyện rất bình thường. Các bạn có thêm câu hỏi gì các bạn cứ thoải mái hỏi cô nhé. Đấy, tức là chúng ta đặt ở vị trí ban đầu, nhưng ban đầu x0 và x1 đã tạo với nhau một góc 90 độ rồi, cho nên khớp thứ nhất quay thì lúc đấy chúng ta phải đưa vào cái góc theta là góc quay từ x0 sang x1 của chúng ta sẽ là 90 độ cộng với theta, đúng không? Tiếp tục các bạn đặt đây, cô vẽ trong trường hợp trước là cô vẽ là trong trường hợp các khớp chưa chuyển động, còn khi các khớp chuyển động rồi, các bạn thấy hệ trục tọa độ 0 luôn luôn cố định nhé. Dù robot có quay như thế nào, các bạn thì trục x0 vẫn là cái trục nằm ngang này, đúng không? Còn cái y0 là cái trục vuông góc. Đấy, các bạn thấy như vậy, x0 vẫn là trục nằm ngang này, y0 vẫn là trục vuông góc. Chỉ có các hệ trục tọa độ gắn trên thanh nối thứ nhất, gắn trên thanh nối thứ hai là chuyển động cùng với các cái khớp đó. Và từ đó thì chúng ta sẽ đặt các cái bảng AI như cô vừa nói, đúng không? Cô giải thích lại vì sao cô có như vậy. Alpha y ở đây, alpha 1 là góc giữa Z0 và Z1. Các bạn thấy nếu như trong trường hợp mà cô cho nó có quay theta, các bạn sẽ nhìn thấy Z0, Z1 vuông góc với nhau, nó hơi khó khăn đúng không? Nhưng cô để ở vị trí ban đầu, các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ. Bởi vì sao? Lúc đấy Z1 trùng với X0, mà Z0 thì luôn vuông góc với mặt phẳng chữ X0 và Y0. Đó là lý do vì sao cô nói các bạn là chúng ta nên đặt hệ trục tọa độ ở vị trí ban đầu. Đấy. Thế góc giữa Z0 và Z1 là 90 độ đúng không? Và các bạn thấy là nó quay xung quanh trục X1 là một góc là 9, quay từ Z0 sang Z1 xung quanh trục X1 là 90 độ. Đấy. Do Z0 và Z1 là cắt nhau, do đó A1 sẽ bằng 0. Cái góc theta 1 vì sao bằng 90 độ cộng với theta cô đã giải thích rồi đúng không? DI thì là khoảng cách giữa X0 và X1. Đấy, do X0 và X1 chúng ta thấy là nó cắt nhau. Đấy, cho nên là D1 của chúng ta bằng 0. Trường hợp cái thứ hai ở đây chúng ta sẽ xét hướng vào vị trí của 2. Các cái tham số của cái y bằng 1 đúng không? Là cái hàng này. Còn cái hàng thứ hai là chúng ta sẽ tìm tham số của cái thanh nối thứ hai. Đấy. Các bạn thấy là ở đây Z0 và Z1 trùng nhau, do đó có góc giữa chúng Z0 và Z1 sẽ bằng 0 đúng không? A1 là khoảng cách giữa Z1 và Z2. Chúng ta thấy nó trùng nhau thì khoảng cách của nó cũng sẽ bằng 0. Theta là góc giữa X2 và X1. X1 và X2 chúng ta chọn song song với nhau nên góc của nó cũng bằng 0. Và R là khoảng cách từ một cái điểm cố định trên thanh nối thứ nhất đúng không? Đến cái điểm cuối của cái khâu tịnh tiến thứ hai. Như vậy, cô sẽ chọn cái điểm, các bạn có thể chọn một cái điểm cố định khác, nhưng cô sẽ chọn điểm này, chọn cái điểm O0. Đấy, cô chọn từ đây đến đây là R. Thì cô sẽ có cái D,
D đây chính là bằng R cộng với, à xin lỗi, D, D2 sẽ bằng R. Đấy. Có một số bạn nói rằng bạn không chọn điểm đấy mà các bạn sẽ chọn một điểm điểm này chẳng hạn. Điểm điểm này. Này. Thế thì lúc đấy các bạn sẽ phải có cái D của bạn sẽ là một cái giá trị không đổi cộng với cái giá trị R nếu bạn tính R từ đây đến đây cũng được, đúng không? Nếu từ đây vì cái điểm này nó cũng cố định thôi. Thế nhưng bạn sẽ phải cộng một cái R1, tức là khoảng cách từ tâm cho đến cái điểm cuối này là R1, đúng không? R1 này thì constant thôi. Thế khi mà các bạn mà tính động lực học ấy, thì tất cả các giá trị constant mà chúng ta lấy vi phân thì nó cũng biến mất. Cho nên là việc cũng không quan trọng là chúng ta có đưa vào hay không, đúng không? Như vậy là các bạn đã xong cái bước thứ 3, đó là bước đặt các cái tham số. Tiếp tục các bạn sẽ thấy nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ phải đặt từ cái bảng tham số đó, các bạn sẽ phải tính cho cô các cái ma trận gì, các cái ma trận A1, A2, đúng không? Trong cái bước thứ tư ấy, trong cái bước thứ tư là chúng ta sẽ phải xác định cái ma trận A1 và A2. A1 là gì? Là ma trận mô tả hướng và vị trí của một trong hệ trục tọa độ không, đúng không? Thì như vậy các bạn sẽ phải lấy các cái tham số của y bằng 1, các bạn đưa vào cái ma trận này, các bạn tính toán này. Công thức thì sử dụng cái công thức ở bước thứ tư mà một bạn vừa mới bắt cô nhắc lại, đúng không? Đấy. Đấy, thì cô cũng nói luôn là chúng ta sẽ sử dụng nó, bước tư để tính cái ma trận A2 và A10 và ma trận A21. A21 thì chúng ta sẽ phải lấy cái tham số của y bằng 2 chúng ta đưa vào chúng ta tính toán, đúng không? Các bạn có cái lưu ý như sau, khi biến của chúng ta là biến 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 khớp, khớp của chúng ta là khớp quay, thì biến khớp của chúng ta nó sẽ nằm ở cái giá trị theta này. Như là khớp thứ nhất, các bạn có thể đánh cái dấu sao vào cái vị trí cái góc theta. Và khi nhìn cái dấu sao thì người ta biết à đây chính là khớp quay, đúng không? Còn khớp thứ hai là khớp tịnh tiến, thì cái độ tịnh tiến nó sẽ nằm ở DI, các bạn cũng đánh cho cô một cái dấu sao ở R. Và khi nhìn thấy cái dấu sao này, các bạn biết là à khớp thứ hai của tôi sẽ là cái khớp tịnh tiến, đúng không? Và ở đây thì từ cái hàng đầu này thì các bạn y bằng 1, các bạn sẽ tính ra cái ma trận A1 hay còn gọi là cái ma trận T10, đúng không? Các bạn lấy cái hàng y bằng 1 các bạn thay vào. Thì các bạn lưu ý cho cô một cái, tức là các cái giá trị alpha này, các cái giá trị DA với này thì AI này, DI nó sẽ bằng constant. Những cái mà dính đến cái alpha thì các bạn tính sẵn ra, ví dụ cos của 90 độ thì bằng 0, sin của 90 độ thì bằng 1 chẳng hạn, đúng không? Và cái ma trận A1 này thì nó chỉ là hàm duy nhất của cái biến theta thôi, là cái khớp nó là khớp quay mà. Và dễ dàng. Và một cái lưu ý nữa là các bạn lưu ý là ở những cái vị trí cái góc mà của chúng ta là theta thì các bạn phải thay cho cô theta bằng 90 độ cộng theta vào đây. Các bạn lưu ý nhé. Ở đây vì sao? Trong công thức tổng quát thì ở đây là cos theta. Đấy, mà ở đây cô lại ghi theta cộng 90 độ vì các bạn lưu ý ở đây cái góc ban đầu x0 và x1 đã bằng 90 độ, cho nên khi các bạn thay vào các bạn phải thay thêm cả cái 90 độ vào, đúng không? Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Mà như vậy là các bạn thay vào công thức tổng quát ở bước 4. Đấy, thì các bạn sẽ tính được cái ma trận A1 theo cái công thức như sau với cái lưu ý của cô, tức là thay 90 độ cộng theta vào những cái giá trị theta. Và các bạn biết là cos của 90 độ cộng theta thì nó chính bằng là trừ sin theta, đúng không? Sin của 90 độ cộng theta thì sẽ bằng là cos theta, đúng không? Sin theta cộng 90 độ thì nó sẽ bằng cos của theta, đúng không? Còn trừ cos của 90 độ cộng theta thì sẽ bằng sin theta, và các bạn sẽ có A1 là cái công thức, là cái ma trận như thế này, đúng không? Các bạn sẽ có hỏi hỏi cô là tại sao cái cột cuối nó là 000, vì sao nhỉ? Vì tâm của O1 và tâm của O0 trùng nhau, trên vị trí của nó trong hệ trục tọa độ 0 chính là 000, đúng không các bạn? Đấy. Các bạn sẽ thấy là cái A1 này nó chỉ là hàm duy nhất của biến gì thôi? Biến quay, ta khớp thứ nhất là khớp theta, đúng không? Khớp thứ hai, tiếp tục để mà tính cái ma trận A2 thì các bạn cũng sử dụng cái bước 4 cho cô để các bạn làm, đúng không? Các bạn thay vào. Đấy. Thì vô cùng đơn giản vì các bạn thấy là thực ra nó cũng chỉ là cái phép tịnh tiến dọc theo trục Z thôi, đúng không? Cho nên cái ma trận quay của nó sẽ là ma trận đơn vị.
Các bạn có thể nhìn là thấy ngay, nhưng cũng có một số bạn bảo là em không thích nhìn, thì nếu không thích nhìn thì bạn sẽ quay lại về cứ bước 4 nhé. Các bạn vẫn cứ quay lại với bước 4. Các bạn thay alpha bằng 0, ai bằng 0, theta y bằng 0 và chỉ duy nhất cái biến cuối cùng là d thì các bạn thay cho cô bằng r vào đây, các bạn cũng sẽ có. Đấy. Còn nếu như mà bạn nào mà tinh mắt mà có con mắt cơ khí mà giỏi giang, các bạn thấy ngay chả cần phải bảng DH nào cả, em cũng thấy ngay là A1 với hệ trục tọa độ 1 với hệ trục tọa độ 2 chỉ là tịnh tiến dọc theo trục Z. Vậy thì em có cái ma trận đơn vị là ma trận quay đúng không? Và cái độ tịnh tiến là theo trục Z ở đây là R. Như vậy là các bạn cũng thấy là bạn tính được cái ma trận A2. Và như vậy nếu A1 chỉ là hàm của theta đúng không? Thì A2 chỉ là hàm của gì các bạn? A2 chỉ là hàm của độ tịnh tiến thôi, đúng không? R. Bây giờ cho cô hỏi, bây giờ cô muốn xác định hướng và vị trí của hệ trục tọa độ 2 trong hệ trục tọa độ 0, cô làm thế nào ạ các bạn? Cô sẽ làm thế nào đây? Cô sẽ làm thế nào các bạn? Nhân cái A1 với A2. Nhân A1 với A2 đúng không? Chính xác. Như vậy là các bạn nhân với A1 với A2 các bạn sẽ có ma trận T20 như kết quả cô ghi trên bảng đúng không? Các bạn xem lại nhé. Vì sao cô đưa cái ví dụ này? Vì là đây là một cái robot tương đối là một cái tương robot tương đối là điển hình. Nó có cả khớp quay, nó có cả khớp tịnh tiến. Đấy. Để cô hướng dẫn các bạn là khi gặp bất kỳ một cái robot nào mà có cái cấu trúc cả quay cả tịnh tiến, các bạn có dễ dàng thực hiện cái bài toán động lực thuận này đúng không? Các bạn xem lại, nếu như có chỗ nào các bạn còn thấy là chưa ổn lắm. Đấy. Cô đã thực hiện theo hai cách, một cách là cô chỉ trên slide cho các bạn, cô cũng vẽ rồi cho các bạn đúng không? Đấy. Nhưng mà có thể là cái lý thuyết này nó cũng sẽ có thể là mới với các bạn, nhưng các bạn có cảm giác thì chỗ nào đấy chưa ổn lắm thì các bạn vẫn có thể là hỏi cô sẽ chỉ lại cho các bạn rất là kỹ càng. Vì đây là một cái chương rất quan trọng, cô sẽ không đi nhanh chương này, thậm chí là cả cái tiết hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ dành cho cái chương này thôi để mà thực hiện cái những cái bài toán quan trọng này. Thấy chỗ nào chưa hiểu không ạ? Từ đặt các hệ trục tọa độ các bạn thấy ổn chưa? Cô nói nhé, ban đầu chúng ta đặt ở cái vị trí ổn định đúng không? Các bạn để vị trí chưa quay gì hết, khớp 1 tôi chưa quay, khớp 2 tôi cũng chưa tịnh tiến. Ở cái vị trí này tôi đặt các hệ trục tọa độ. Đấy. Tôi có hai khớp, khớp tịnh tiến và khớp quay. Quay thì luôn luôn là quay xung quanh hệ trục tọa độ. Cái khớp đầu tiên thì quay xung quanh hệ trục tọa độ cố định không đúng không? Đấy. Khớp thứ hai tịnh tiến thì nó sẽ tịnh tiến dọc theo trục Z1, dễ dàng tính ra được trục Z1 và Z0. Z2 thì tôi chọn trùng phương với Z1 và tâm O2 tôi đặt tại điểm cuối của nó là trên cái thanh nối tọa độ cuối đúng không? Sau đó thì cô quay. Đấy. Đặt các hệ trục tọa độ cố định rồi, 1 2 rồi cô cho nó quay. Để cô lập cái bảng DH. Đúng không? Bảng DH. Lập bảng DH thì các bạn lại phải quay lại với cái định nghĩa về các tham số của cô. Ví dụ alpha y phải là góc quay từ ZY chỉ 1 sang ZY xung quanh trục X1 giữa XY đúng không? Đấy. AY là khoảng cách đường vuông góc chung giữa ZY chỉ 1 và ZY. Theta y là góc quay từ XY chỉ 1 sang XY xung quanh trục ZY chỉ 1. Và DY là khoảng cách giữa X0 và xin lỗi XY chỉ 1 và XY. Đấy. Các bạn cứ đúng theo đúng cái định nghĩa đấy của cô. Tất nhiên cô dạy 20 năm rồi thì cô không phải lật đi lật lại mà cô có thể đọc ngay các bạn. Còn các bạn ban đầu chưa quen các bạn phải lật lại với cái bước đó để mà các bạn xem là như thế nào đúng không? Và cô tin là các bạn ở lớp tự động hóa thì đều rất là thông minh. Đấy. Chân và các bạn sẽ nắm được cái việc là xác định cái bảng tham số này một cách dễ dàng. Và lưu ý là ở đây biến khớp ở đâu? Biến khớp nó sẽ nằm với khớp quay thì nó sẽ nằm ở theta y, khớp tịnh tiến thì biến khớp nó nằm ở dy đúng các bạn. Và nếu robot có mấy bậc số bậc tự do như thế nào thì cái bảng tham số DH của chúng ta sẽ có hàng mấy mấy hàng. Ở đây các bạn chỉ có hai bậc tự do, sẽ y của các bạn chỉ bằng 1 bằng 2 thôi đúng không? Đấy. Và từ các bảng tham số này
các bạn áp dụng với bước 4 của cô là sẽ xin lỗi bước 5 đúng không? Các bạn, chúng ta tính ra ma trận AI. Từ nãy giờ cô nói bước 4 thực ra bước 5. Các bạn sẽ tính ra ma trận AI đúng không? AI nó chỉ mô tả hướng và vị trí của hệ trục tọa độ của nó với hệ trục tọa độ trước đấy thôi đúng không? Y trong y trừ 1 thôi. Vậy thì chúng ta sẽ phải sau khi tính được A1, sau khi tính được A2, chúng ta sẽ nhân A1 với A2, các bạn sẽ có cái ma trận biến đổi đồng nhất mô tả hướng và vị trí của hệ trục tọa độ 2 trong hệ trục tọa độ 0. 2 với 0 như thế nào thì các bạn lại quay lại với cái bảng. Cô sẽ hỏi một bạn. Bạn giải thích cho cô cái cột cuối cùng này là ý nghĩa của nó là gì? Cho cô hỏi bạn à. À, Phạm Đức Bình bạn có ở đây không? Em có. Cho cô hỏi cái cột cuối cùng đấy của cô ý nghĩa của nó là gì hả bạn? Cột cuối thì nó sẽ là ba cái đầu tiên sẽ là tọa độ của O2 so trong O0 ạ. Chính xác, trong hỏi trong O0 mà trong hệ trục tọa độ à, 0. Trong hệ trục tọa độ 0 ạ. Cụ thể là nếu như cô hỏi bạn là tọa độ của O2, tọa độ theo trục X0 của hệ của cái O2 bằng bao nhiêu, bạn trả lời giúp cô nó bằng bao nhiêu? Thì sẽ là R cos theta đấy ạ. Đúng, đây chính là PX đúng không bạn? Vâng. Đây là PO2 theo trục X của hệ trục tọa độ 0 đúng không? Vâng. Tọa độ của nó theo trục Y chính là? Thì là R sin theta. Đúng, chính xác. Còn vị trí của nó theo trục Z thì là chính tại điểm ấy luôn ạ. Thì đúng, là không ạ. Chính là bằng 0 đúng không? Đấy. Rồi. Thế bạn so sánh với cô hôm chúng ta tính thôi rồi, cô cái đấy cứ tính ra sao. Còn cái ma trận này, ma trận ba hàng ba cột này thì nó mô tả gì hả bạn? Ma trận đấy là ma trận quay thì nó sẽ là hướng ạ. Tả gì? Hướng của gì? Hệ trục tọa độ thứ gì? Thứ hai đúng không? Hai so với hệ trục. Ok. Thế hôm nọ chúng ta cũng đã vẽ cái robot đấy TTR rồi đúng không? Đấy, khớp đầu là khớp quay này, đúng không? Khớp sau là khớp tĩnh tiến này. Đấy. Cái độ tĩnh tiến ở đây là R chẳng hạn, đúng không? Đấy. Cái góc quay ban đầu là 0 là vị trí nằm ngang, quay một góc theta thì nó sang vị trí này, đúng không các bạn? Theta. Thì nếu như ở đây tôi muốn đây chính là trục x0 đúng không? Đây là trục x0 đúng không? Thì các bạn cũng dễ dàng tính được đúng không? Vị trí của cái tâm O2 của điểm này đúng không? O2 ở đây. Các bạn chiếu xuống thì các bạn cũng có ngay là gì? PX bằng bao nhiêu? PX đây này, kết quả bằng chính là bằng R cos theta đúng không? Đấy. Còn chiếu sang cái trục này thì bạn cũng có ngay là R sin theta đúng không? Đấy. Như vậy là kết quả giữa cái tính toán thủ công với cái bảng DH này là chúng ta là có kết quả là như nhau đúng không nhỉ? Thế thầy tính kiểu gì dễ hơn? Rõ ràng là tính thủ công này đơn giản hơn rất là nhiều đúng không? Thế nhưng mà cô vẫn muốn các bạn làm cái này vì sao? Bởi vì những cái robot phức tạp hơn thì các bạn có một cái phương tiện để làm. Với những cái robot đơn giản, các bạn không nhất thiết là các bạn phải theo đúng cái luật DH. Thế nhưng với những cái robot mà 3, 4, 5, 6 hoặc tự do, thậm chí 10, 11, 12 thì việc tính toán bằng tay là các bạn hoàn toàn không thể tính toán được chính xác. Và lúc đó DH mới là cái công cụ cực kỳ hữu hiệu. Đấy. Thì cô đã giảng cho các bạn là một cái robot tương đối là điển hình để các bạn có thể là thực hiện được. Em đâu cô ạ, em đâu cô ạ. Ừ, có thể hỏi. Trước cô có một cái lưu ý là mình sẽ chọn cái trục ZN trùng phương và cùng phương và song song với cái trục ZN trừ 1 ạ. Ừ. Nhưng mà nếu như thế thì tất cả những cái trục Z nó gần như là nó cùng song song với một đường thẳng. Cùng song song các một trục Z. Sao em lại cô chưa hiểu ý em lắm. Tức là về nguyên tắc nhé. Thì cô cũng chưa hiểu ý em nhé. Cô muốn nói như thế này. Tức là trục ZN chúng ta luôn luôn chọn trùng phương với ZN trừ 1. Đúng không? Đấy. Trùng phương có nghĩa là nó có thể song song. Nó có thể là trùng nhau. Em hiểu không? Tức là có thể song song, có thể trùng nhau. Luôn luôn là chọn như vậy. Nghĩa là cái góc alpha n bao giờ cũng là bằng 0.
À, em thấy một bạn chat đây là chỉ mình cái trục cuối thôi ạ, chứ không phải là từ trục 1 đến trục 2, trục 3. À, trục Z thì em lại phải xem lại nhé. Trục ZY là trục mà xung quanh nó khớp Y cộng 1 quay hoặc là tịnh tiến dọc theo nó. Chỉ có cái cuối cùng, tức là ZN, thì chúng ta chọn là trùng phương với ZN trừ 1. Còn không phải tất cả các trục Z đều song song và trùng nhau các bạn nhé. Chọn trục Z là chọn theo cái trục của các cái khớp thứ trước nó. Z0 chúng ta phải căn cứ vào cái khớp thứ nhất quay hay tịnh tiến. Các bạn hiểu không? Còn cái ví dụ khớp thứ ba chẳng hạn thì nó phải là quay xung quanh trục là Z2 hoặc là tịnh tiến dọc theo trục Z2. Các bạn lưu ý điều đó. Trong cái bước thứ ba là bước đặt các hệ trục tọa độ cụ thể là trục Z. Các bạn xem lại cho cô nhé. Các bạn cứ hỏi đi nhé. Các bạn cứ xem lại cái như ví dụ này của cô và các bạn cứ hỏi. Cô rất cần những câu hỏi để cô biết là các bạn hiểu đến đâu, mặc dù cô cũng cố gắng là truyền đạt thật là đơn giản nhất cho các bạn để các bạn hiểu hiểu ngay tại lớp đấy. Thế nhưng mà tất nhiên là có những cái là cô nghĩ là cô là các bạn hiểu, nhưng nếu như các bạn có gì mà vẫn chưa thấy rõ các bạn cứ hỏi cô. Cố gắng hút cho nhiều bài tập thực hành nó sẽ trực quan hơn. Ừ, đúng rồi. Thì đây là một cái ví dụ. Nhưng mà cô trước khi cô cho các bạn ví dụ thì cô phải giải cho các bạn đã. Chứ còn nếu như cô đưa luôn thì chắc các bạn sẽ rất là khó khăn, đúng không? Thế thì tiếp tục thì cô sẽ giải tiếp cho các bạn một cái ví dụ nữa. Và sau đó thì cô sẽ giao cái bài tập để các bạn thực hành, được không? Em nhất trí ạ. Nhất trí. Thế thì chúng Được. ta lại tiếp tục thôi. Cô sẽ cho các bạn một cái robot khác, có tên gọi là robot Enbow. Robot này có 6 bậc tự do. Này, cái robot này cũng tương đối là lòng ngoằng, đúng không? Đấy, vì sao đưa cái robot này? Vì là đây là một cái robot mà rất là điển hình. Các cái hãng robot mà nổi tiếng trên thế giới thì đều phát triển cái mẫu hình cái robot này. Và cụ thể ở ABB thì họ có một cái robot gọi là ARB, rất là nhiều cái đời. Nhưng mà cái cấu hình của nó thì nó chỉ khác nhau về cái kích thước, về cái một số các cái công năng thôi. Chứ còn về cấu trúc của nó thì là hệt như thế này. Thì đây là robot có 6 bậc tự do. Các bạn nhìn nhé, hình ảnh của cái robot này. Đấy, thì ở đây nó có 6 bậc tự do. Khớp thứ nhất là khớp quay, cái trục của quay của nó là cái trục này. Trục đầu tiên là trục này. Đấy. Và khi mà cái trục này khớp thứ nhất này quay, toàn bộ hệ thống của chúng ta là quay xung quanh cái trục trục thẳng đứng cùng với phương của trọng trường. Trên cô vẽ cái đường chấm chấm này. Đấy, cái robot này cô cũng đưa cho các bạn rồi. Khớp thứ hai thì là khớp quay, nhưng cái trục quay của nó là cái đường vuông góc này, thì nó giống như cái cánh tay của cô ấy, đúng không? Nếu như cái trục này nó giống như cái thân của cô, như cái người, tức là cô quay tròn ấy. Đấy, thì cái này giống như là cái cánh tay cô đang dang ra, cánh tay thứ nhất này. À, cánh tay thứ nhất, cánh thứ hai này, cánh thứ ba này, đúng không? Đấy, cô thành quay, bắt đầu cô quay, tức là cô quay cái nhấc cái cánh tay này lên, đúng không? Đấy, thì cái khớp thứ hai thì cái trục quay của cô giống như cái vai ấy. Đấy, đây là cái khớp vai. Đấy, cô bắt đầu nhấc cái tay lên này, và cái trục quay của cô là cái trục này, vuông góc với mặt phẳng này. Đấy, khớp quay khớp thứ hai này. À, khớp khớp hai, khớp ba, khớp bốn, thì nó giống như cái cánh tay của cô. Khớp đầu tiên là khớp vai gập này, hay khớp khuỷu tay bắt đầu gập là khớp thứ ba này, xong khớp cổ tay của cô lại gập tiếp một cái nữa, và ba cái trục này song song với nhau đấy. Khớp thứ năm thì ban đầu nó là trùng, nếu như mà ở vị trí ban đầu thì cục trục quay của khớp thứ năm với cái trục thứ nhất là như nhau, là đều là theo phương trọng trường. Nhưng mà khi mà cái ví dụ cánh tay chúng ta đây, cái phần này là cái phần cổ tay rồi, đúng không? Đấy, khi ban đầu mà để thẳng tay thì trục quay của cái khớp thứ năm với trục cái việc cô quay nó cũng cũng như nhau. Thế nhưng mà khi cánh tay của tôi giơ lên rồi thì lúc đó nó lại cái trục Z5 này nó sẽ không còn là cái trục quay của khớp năm này, nó không còn song song cái trục đầu nữa. Đấy. Còn cái khớp thứ sáu cũng là một cái khớp quay, cũng là một cái khớp quay. Ví dụ ở đây cô gắn một cái mỏ hàn hay một cái súng phun sơn gì đấy, đúng không? Ở đây. Đấy, và chúng ta cho nó quay xung quanh cái trục này, cái khớp này. Mẹ đang giảng bài con đi. Là nói thế này thì nó sẽ hơi 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 khó một chút. Cô sẽ chỉ lại một chút cho các bạn chỗ này để các bạn hình dung, các bạn nhìn lại. Đầu tiên là
Thực ra cái robot này nó không không khó hình dung lắm, không khó hình dung lắm đâu. Các bạn nhìn như khi cô vẽ thì nó hơi rắc rối vào đúng không? Bình thường ở trên lớp thì cô có một cái mẫu hình của cái robot này để cô đưa cho các bạn xem. Tiếc là hôm nay cô lại không mang theo nó. Các bạn nhìn nhá, những cái đường chấm chấm của cô, những cái đường chấm chấm màu đỏ ấy, là các cái trục quay của các khớp đúng không? Đấy. Khớp thứ nhất sẽ quay xung quanh trục Z0, khớp thứ hai sẽ quay xung quanh trục Z1, khớp thứ ba sẽ quay xung quanh trục Z2 đúng không? Đấy là các gợi ý cho các bạn để xác định các cái hệ trục tọa độ. Trước tiên là cô muốn các bạn nhìn cái hình ảnh của cái robot này, các bạn hình dung các cái khớp của nó sẽ quay như thế nào nhé. Trước tiên các bạn nhìn rồi cô sẽ đặt các hệ trục tọa độ cho các bạn sau. Cô có một cái mẫu robot, mặc dù là nó cũng không phải là giống lắm đâu, nhưng nó cũng kiểu kiểu như thế này. Các bạn nhìn có thể thấy cái hình robot của cô đưa lên trên hình, các bạn có thấy không? Khớp thứ nhất nhé, đây khớp thứ nhất là khớp quay này, cái này nó không đây. Các bạn nhìn này, ở đây cô có cái mẫu hình robot này của ABB họ cho cô đấy. Đấy thì cái khớp đầu tiên đấy là khớp quay, cái vị trí đầu tiên này. Đấy. Tức là khi mà cái khớp đầu tiên nó quay thì toàn bộ hệ thống của ta sẽ quay xung quanh cái trục thẳng đứng nhé. Đấy, cái động cơ của nó là cái, các bạn nhìn đây này, là trục quay đây này, đấy, trục quay trục thẳng đứng này. Đây các bạn nhìn cái bánh răng này, đấy cái động cơ họ gắn ở phía dưới đấy. Thì khi quay thì toàn bộ hệ thống của chúng ta sẽ quay xung quanh cái trục này đấy. Còn khớp thứ hai đấy, các bạn nhìn đây là cái động cơ khớp thứ nhất này, nó chuyển động qua bánh răng nhá, thì nó sẽ quay xung quanh khớp thứ nhất. Khớp thứ hai các bạn nhìn cái động cơ của nó chính là đây, ta trục quay của nó vuông góc với mặt phẳng này đúng không đấy. Và khi cái động cơ này quay thì cái cánh tay này nó nhấc lên giống như cái vai ấy, nó sẽ nhấc lên đúng không. Khớp thứ hai, khớp thứ ba thì cái trục quay của nó cũng là song khớp thứ hai với khớp thứ ba này, trục quay của nó là song song với nhau. Như vậy nó quay nó sẽ gập lên gập xuống như thế này, lên gập xuống. Khớp thứ tư thì vì cái robot này nó cũng không giống như cái robot kia, tức là trục quay của 2 này, 3 và 4 thì nó sẽ song song với nhau. Đấy. Còn khớp thứ năm thì nó lại cái trục quay của nó lại theo cái phương. Cái này thì chúng ta lại phải quay lại với cái hình ảnh kia. Cô chỉ được cái ba cái bốn khớp đầu thôi, chứ còn nó không giống các cái khớp sau. Các bạn đã hình dung được cái hoạt động của robot này chưa? Các bạn nhìn, các bạn có thắc mắc. Thứ nhất là cô muốn hỏi các bạn có thắc mắc gì về cái hoạt động của robot này để cô giải thích đã. Khi mà chúng ta điều khiển robot mà chúng ta lại không nắm được cái robot này quay tịnh tiến hay là chuyển động như thế nào thì chúng ta sẽ không bao giờ điều khiển được nó, đúng không? Nhiệm vụ đầu tiên bao giờ chúng ta cũng phải xem xét cái cấu hình của nó như thế nào đã. Thì muốn đặt hệ trục tọa độ, muốn xây dựng bất kỳ bài toán nào thì nhiệm vụ đầu tiên cứ phải là
ta cứ phải 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 thực hiện đầu tiên đấy là phải đặt các cái hệ trục tọa độ đã đúng không các bạn? Nhưng mà những cái trục quay của nó thì cũng là cái gợi ý cho các bạn để xác định trục gì? Các cái đường chấm chấm màu đỏ của cô ấy. Các Z của khớp cô. đúng rồi, luôn là các cái trục Z đúng không? Cô hỏi là bây giờ đấy. Cô hỏi một bạn nhé, bạn Nguyễn Văn Nghĩa, bạn có ở đây không? Nghĩa có ở đây không? Có thì thấy điểm danh đây mà không lại không, không không có trả lời cô. Bạn Nguyễn Văn Sáng, bạn có đây không? Bạn có nghe thấy cô không nhỉ? Bạn nghe thấy cô nói không? Giọng của cô rất là nghe rõ. Ừ. Thế bạn là bạn bạn Tú à? Vũ Văn Tú à? Vâng, cô nói đúng rồi ạ. À, rồi. Thế em giúp cô với. Thế theta 1 sẽ quay xung quanh trục gì em? Theta 1 sẽ quay xung quanh trục trục đó sẽ là trục Z0. Chính xác. Thế còn theta 2, khớp thứ hai sẽ quay xung quanh trục. Cứ lùi đi, vẫn là trục Z, chỉ có lùi đi một cái thôi, đúng không? Theta 2 chắc chắn là quay xung quanh trục Z. Các mấy bạn? Z1. Z1, chính xác. Cứ lùi đi một cái thôi nhé. Theta 3 thì sẽ quay xung quanh trục Z mấy? Z2. Chính xác. Theta 4. Z3. Chính xác. Thôi bây giờ cô mà thử nhảy cóc một cái. Theta 6 sẽ quay xung quanh trục mấy? Z5. Chính xác. Thế còn Z6 chúng ta chọn thế nào? Z6 thì là chúng ta sẽ có là Z6 trùng Z5. Chính xác. Rồi, thế thì cứ như thế chúng ta đặt thôi nhé. Các bạn sẽ đặt cho cô. Đầu tiên là trục Z0 là trục mà đây. Thôi tôi cô vẽ cho nó để các kết quả vẽ sau nhé. Như vậy cô sẽ chọn trục này chính là trục gì? Z0 là trục mà xung quanh nó khớp 1 sẽ quay đúng không? Đây là trục Z0. Trục Z1 là trục mà xung quanh nó khớp thứ hai sẽ quay, tôi chọn Z1 đây. Đấy. Z2 là trục mà xung quanh nó khớp 3 quay, tôi sẽ chọn nó đây, đây là trục Z2 đúng không? Đấy. Trục Z4, à xin lỗi, Z3 là trục mà xung quanh nó khớp 4 sẽ quay, đây là trục Z3. Đấy. Z4 là trục mà xung quanh nó khớp thứ 5 quay, tôi chọn Z4 đây. Z5 là trục mà xung quanh nó khớp thứ 6 quay, đây, tôi chọn trục Z5 đây. À trục Z, xin lỗi, đây là Z4. Là trục mà xung quanh nó khớp 4 quay, à khớp 5 quay. Còn trục Z5 là trục mà xung quanh nó khớp thứ 6 quay, đúng không? Chọn là cái đường, cả cái đường vệt dài như thế, Z5. Còn Z6 thì tâm ô 6 đầu tiên là tôi chọn tại cái ô 6, tôi chọn tại điểm cuối, là khâu tác động cuối này, trọng điểm độ cuối. Và tôi chọn trùng với Z5, đúng không? Chọn trùng phương với Z5, tôi có Z6, rồi ok. Đấy, trục X0 bây giờ tôi lại chọn nằm ngang. Đây, tôi chọn trục X0 là cái trục nằm ngang này. Trục hoành ấy. Đấy. Còn trục Y0 là trục vuông góc. Đây, tôi vẽ thẳng đây. Z0 với Z1 vuông góc với nhau, đúng không? Z0 với Z1 vuông góc với nhau, cắt nhau tại đâu tôi chọn đấy chính là tâm ô 1. Đây, tôi chọn tâm ô 1 đây. Như vậy là ô 1 với ô 0. À, chưa chưa chưa. Nhá, trục Z0 ở đây, đúng không? Một bạn bảo là em sẽ chọn ô 0 ở đây, cô đồng ý nhá, cũng được. Nhưng cô không chọn ở đây. Bởi vì sao? Cô thấy là cái đường thẳng này, cái đường mà toàn bộ cái trục quay này, toàn bộ cái trục quay trên cái đường thẳng này là cố định. Vậy thì thay vì cô chọn ô 0 ở đây, cô chọn cái ô 0 ở vị trí này, vị trí này. Cho nó dễ tính hơn. Cô thích chọn đây. Bạn bảo bạn chọn ở đây, ô không ở đây cũng được thôi, nhưng mà cô thì cô chọn đây đúng không? Thế như vậy trục đây, trục Z0 của cô chọn trên này. Đấy. Trục X0 thì cô chọn nằm ngang.
Z0 với Z1 cắt nhau tại đâu? Chính là tâm O1 kéo dài ra. Kẻ đứng thẳng vuông góc với Z0 và Z1 thì cô chọn luôn là X1. Như vậy ban đầu X1 và X0 của cô là trùng nhau, đúng không? X1 với X0 của cô. Hai trục này là trùng nhau, là cái đường nằm ngang này. Đấy. Vẽ hơi xấu nhỉ? Cô vẽ lại nhá. Đấy, các bạn có thể chọn điểm O0 ở đây, đúng không? Nhưng cô nói là toàn bộ cái đường chấm 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 này, cái trục quay của khớp thứ nhất, cái robot chuyển động thì cái đường này nó cũng sẽ cố định thôi. Như vậy cái điểm này cũng vẫn là điểm cố định nhé. Thay vì chọn O0 trên đấy, cô sẽ chọn O0 ở đây. Chọn O0 ở đây. Đấy. Cô sẽ chọn cái trục Z1 là cái trục này. Trục mà xung quanh nó khớp thứ nhất quay, đúng không? Khớp Z2. À xin lỗi, cô đây chọn Z0 là quanh quanh nó khớp 1 quay. Z2. À đây là Z1 xung quanh nó khớp thứ nhất quay, khớp thứ hai quay. Đấy. Trục này là trục Z2. Z2. Đấy. Này, trục này là trục Z3. Đây là trục Z4 xung quanh nó khớp thứ 5 quay. Và trục X5 là trục này. Z5, xin lỗi. Z5. Và Z6 của cô là đây. Trục Z6. Thế thì đấy. Z0 với Z1 cắt nhau tại đây, đó chính là tâm O1, đúng không? Đấy. Kẻ đứng thẳng vuông góc từ cái tâm O1 vuông góc với mặt phẳng trên Z0 và Z1 cô có đây chính là X1, đúng không? X1. Chỗ đây trục X1 là trục nằm ngang này. Z1 và Z2 song song với nhau, từ tâm O1 cô kẻ một đường thẳng song 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 sang Z2, đúng không? Thì cắt nhau tại đâu? Chính là tâm O2 ở đấy, đúng không? Và kéo dài ra cô có đây chính là trục gì? Trục X2. Z2 và Z3 song song với nhau, đúng không? Trong trường hợp này từ tâm O2 cô lại kẻ vuông góc sang Z3, cắt nhau tại đâu? Chính là tâm O3 ở đấy. Đấy. Và kéo dài cái đường vuông góc đấy, cái đường kẻ vuông góc đấy ra thì cô đã có chính đây chính là đường X3, đúng không? X3. Z3 và Z4 tuy là chéo nhau nhưng cái đường vuông góc chung của nó chính là cái đường này, đúng không? Các bạn tìm ngay cái đường này, đây chính là cái kéo dài ra, nó cắt cái trục Z4 tại tâm O4, đúng không? Và kéo dài ra thì cô cũng có đây là trục X4, đúng không? Đấy. Z4 với nhất 5 cắt nhau. Và cắt nhau tại đâu thì chính là tâm O5 ở đấy. Như vậy O4 với O5 cũng trùng nhau luôn, đúng không? Đấy. O4 với O5 trùng nhau. Đấy. Và X5 là cái đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa Z4 và Z5. Như vậy cô ban đầu cô cũng chọn X4 và X5 trùng với nhau. Ban đầu thôi nhé. Nhưng khi khớp thứ 5 quay thì x4 với x5 nó sẽ nghiêng với nhau một góc là theta 5, đúng không các bạn? Đấy, Z5 với Z6 trùng nhau thì như cô đã nói là chúng ta nên chọn x6 là song song với x5. Sẽ chọn x6 như vậy. Đấy. Thế là cô hoàn thành xong cái việc đặt các hệ trục tọa độ. Vì đây là cô hướng dẫn các bạn vẽ nên nó hơi xấu. Cô sẽ cho các bạn hình cái hình vẽ mà nó đẹp đẽ hơn, đúng không? Một số các cái thông số cố định, lấy ví dụ chiều dài của thanh nối thứ 2 là bằng A1. Đấy thì là constant nhé, chiều dài thanh nối này, constant này, chiều dài thanh nối thứ 3 là A3, chiều dài thanh nối thứ 4 là A4 và chiều dài của thanh nối thứ 6 là A6. Ví dụ như các bạn đặt O0 ở đây thì cái khoảng cách, ví dụ cô thì cô chọn O0 ở vị trí này, đúng không? O0 và O1 của cô đều là ở vị trí này hết. O0 và O1 đấy, đều vị trí tâm này. Nhưng nếu bạn chọn O0 ở dưới này thì khoảng cách từ tâm O1 đến O0 các bạn cũng biết, vì nó là những cái thông số thuộc về thiết kế thì các bạn đều có thể là đo đếm được. A1 thì sao không? Em nói gì ạ? A1 thì sao ạ? A1, Z0 với Z1 mà cắt nhau thì A1 bằng 0. Vâng. Nhưng nếu như cô vừa nói, nếu như bạn chọn mà Z0 ở dưới này, đúng không? Z0 dưới này hay là ở đâu thì A1 với A0 nó đều cắt, Z1 với Z0 đều cắt nhau cả. Chỉ có lúc đấy thì x0 với x1 là cắt
là cách nhau là một khoảng, là khoảng cách từ đây đến đây thôi nhé. Mà khoảng cách từ đây đến đây là theo hồ sơ thiết kế thì các bạn cứ đo thôi nhé. Đúng không? Nên những cái mà thuộc thông số hình học là chúng ta có thể đo được độ Em nói chính cô, xác. Ừ. ô không với ô một trùng nhau hả cô? Ô không là cô chọn ở cái điểm đó đúng không? Còn ô một thì là mình không chọn được. Z không với z một cắt nhau ở đâu thì tâm là ô một trùng đấy. Và trong trường hợp này thì ô không và ô một trùng nhau là do cách chọn của mình. Đang hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Ok. Các bạn cứ xem đi nhá. Các bạn cứ xem có câu hỏi nào các bạn hỏi ngay cô. Ví dụ này thường là cô bắt các bạn làm. Thế nhưng mà cô nghĩ là nó cũng không không phải đơn giản lắm, nên cô chỉ dẫn các bạn sẽ làm cho cô những ví dụ dễ hơn. Các bạn giúp cô đi làm cái các bạn cứ xem lại đi nhé. Có chỗ nào các bạn thấy chưa hiểu, các bạn thấy nó cô còn là làm chắc là chưa đúng chẳng hạn, các bạn có thể hỏi để cô hướng dẫn lại các bạn. Rồi cô xin lỗi, bây giờ mới đọc một số cái chat của các bạn. Khi giảng hăng quá không nhìn thấy một số bạn mà bạn không được mic, một số bạn thì có câu hỏi nhưng mà cô lại không đọc. Bây giờ cô mới đọc như thế. Các bạn cứ bật mic lên hỏi, bạn nào không có mic thì các bạn cứ hỏi vào trong cái conversation ấy. Thì nếu như sau bài giảng mà các bạn thấy là ấy thì cô sẽ giảng lại. Một bạn nữ nói là bạn ấy bị mạng bị chập chờn, bạn có thể nghe lại bài giảng của cô cũng được, hoặc là không. Sau đó thì các bạn sẽ đặt cho cô các cái hệ trục tọa độ nhé. Sau khi đặt xong các hệ trục tọa độ, các bạn lập cho cô cái bảng DH. Đấy. Thì các bạn sẽ chia ra y từ 1 đến 6 đúng không? Và các bạn sẽ xem xét các góc AI, này, alpha y, theta y, DI như thế này. Em đưa cô. Bạn có thể hỏi. Có một bạn vừa hỏi cô gì đó, bạn cứ hỏi đi. Long à? Em thấy trên trên bảng trên hình ấy, thì có A6 nhưng trong bảng lại không có A6 nè. Không có A6 mà là D6, đúng không? Bạn nói chính xác. Đấy, khoảng cách từ X5 đến X6 nó là D6. Cô ký hiệu như thế nhưng thực tế nó là ở đây là A thì thường là ký hiệu kiểu góc khoảng cách giữa Z, nhưng mà
Ở đây thì Z5 với Z6 trùng nhau cho nên A6 nó sẽ bằng 0. Đấy. Nhưng trường hợp này A6 chính là cái này là D6 chứ không phải A6. Em được không? Cái góc alpha 1 có phải bằng -90 độ không ạ? Em hỏi gì? Sao cơ? Góc alpha 1 có phải là bằng -90 độ không? Cộng 90 độ chứ. Alpha 1. Alpha 1 là quay từ Z1. Z0 sang Z1 em nhé. Đấy, alpha 1 là góc quay từ Z0 sang Z1. Alpha 1 nhé. Z0 sang Z1 chứ không phải Z1 sang Z0 em nhé. Thế cho nên là nó phải cộng 90. Em cô, chiều dương là chiều ngược kim đồng hồ của cô. Đúng, chính xác. Tức là bây giờ em cho cái ngón tay cái của em là hướng theo chiều Z0. Thế sau em nắm ngón tay lại thì em sẽ thấy là chiều cộng, đúng không? Còn cái từ nắm mà xòe ra thì nó là chiều ngược lại là chiều âm. Vậy quy tắc bàn tay phải đấy. Cô đã phóng to cái slide. Này hơi nhỏ à? Vâng, phóng to cái slide. Okay. Đấy. Các em thứ nhất là xem cách đặt các hệ trục tọa độ này. Xem các cái bảng DH, bạn có thể đã đúng chưa nhé. Cô ơi, em nói đi. Em cô chỉ là em cách xác định alpha được không ạ? Alpha gì? Alpha y là góc quay từ zy trừ 1 sang zy xung quanh trục xy. Đấy, xung quanh trục xy. Như vậy ví dụ như là cô lấy ví dụ nhá, alpha 1 là góc quay từ z0 sang z1 xung quanh trục x1 đúng không? Đấy, các em để đặt ngón tay cái theo cái chiều từ theo cái chiều của x1 đấy. Còn z0 thì em đặt theo bốn cái ngón tay còn lại em đặt theo trục z0. Rồi em gập ngón tay lại z0 sang z1 đúng không? Như vậy 90 độ thì nó lại đây là giá trị là cộng 90 độ đúng không? Đấy. Còn alpha ở đây z1 và z2 song song với nhau thì alpha 2 chắc chắn là bằng gì? Bằng 0 đúng không? Z2, Z3 song song với nhau, alpha chắc chắn bằng 0. Đấy. Từ alpha 4 là góc quay từ Z3 sang Z4 xung quanh trục X4, đúng không? Bạn thấy đấy, Z3 mà quay sang Z4 xung quanh trục X4 thì góc đấy là -90 độ, đúng không? Z5 với Z4 Z5 với Z4 thì các bạn cho alpha 5 là góc quay từ Z4 sang Z5 xung quanh trục X5. Các bạn thấy Z4 quay sang Z5 xung quanh trục X5 thì chúng ta sẽ có là bằng cộng 90 độ đúng không? Còn Z5 với Z6 thì đã song song với nhau rồi cho nên chắc chắn là góc giữa Z5 và Z6 sẽ bằng 0. Trùng nhau mà, Z5 với Z6 trùng nhau.
Bạn thấy ổn chưa? Góc alpha y các bạn thấy ổn chưa? Em hiểu rồi cô ạ. Ok. AI là khoảng cách. Ui, AI thì 6 là vậy. Em nghĩ là A6 thì cô. A6 là khoảng cách giữa Z5 và Z6 đúng không? Z5 với Z6 trùng nhau thì làm sao mà ấy được, đúng không? Z5 với Z6 trùng nhau, khoảng cách giữa đường vuông chung của nó bằng 0, nhưng A6 là bằng 0 chứ. Đúng không? Thế còn D6 là gì cô? D6 là khoảng cách từ khoảng cách của O6 trong cái trục X5, đúng không? Khoảng cách của O6 trong trục X5 thì các bạn thấy nó chính là bằng cộng D6, đúng không? Nên cô mới có D6 chính là bằng A6 đấy, đúng không? AI là khoảng cách giữa ZI và ZI trừ 1 đúng không ạ? Chính xác. Thì gọi là độ dài đường vuông góc chung giữa Z5 và giữa ZI và ZI trừ 1. Các bạn lưu ý là alpha I, này, theta I, DI đều có thể có dấu cộng hoặc trừ, nhưng AI là khoảng, tức là độ dài của cái thanh nối thì bao giờ cũng dương hết. Theta y là góc quay từ x y trừ 1 đến x y đúng không? Theta y là góc quay từ x y trừ 1 sang x y xung quanh trục z y trừ 1. Các bạn nhé. Cho nên là ở đây các bạn thấy ban đầu x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 đều là trùng hoặc song song với nhau đúng không? Khi một cái khớp quay thì góc nghiêng giữa ví dụ từ x0 sang x1 khi khớp thứ nhất quay nó sẽ bằng đúng là theta 1 luôn đúng không? Đấy. Và đây tất cả các biến khớp nó đều nằm ở cái chỗ theta y, nên các bạn sẽ viết cho cô dấu sao từ theta 1 đến theta 6. Còn DI sẽ là khoảng cách của OI. Cái XI ở đây các bạn sẽ có cái DI chính là khoảng cách của cái tâm OI trong hệ trục XI trừ 1. Ví dụ như là OD6 ấy thì là khoảng cách của tâm O6. Khoảng cách từ cái tâm O5 đến tâm O6, cụ thể là giữa cái trục X5 với X6 khoảng cách bằng bao nhiêu. Nếu các bạn thấy theo đúng cái chiều mũi tên này, trục Z5 có chiều hướng lên đúng không, thì chúng ta sẽ có D6 đây là cộng. Bạn lưu ý như vậy. Bạn xem thì nó chỉ áp dụng đối với cái khớp định tiến đúng không? Không, đây là khoảng cách giữa hai trục chứ khớp này có định tiến gì đâu. Em có thấy nó định tiến không? Nhưng ban đầu nó đã là D6 rồi, đúng không? Và cái D6 này nó bằng constant. Trường hợp khớp định tiến ấy thì cái D này nó là biến, nó sẽ thay đổi. Còn trường hợp khớp quay thì D6 này nó chính là cái chiều dài thanh nối nó giữ không đổi em ạ. Chứ không phải là chỉ có thanh nối định tiến mới có. Với thanh nối định tiến thì cái biến R nó sẽ nằm ở cái theta đấy. Còn D6 ở đây là constant nhá. Bạn có thể đo nó 0,5, 0,3, bao nhiêu mét đấy, không biết. Đấy, một khoảng kiểu đấy nhé. Cô ơi, cô nói lại giúp em phần chỗ theta y là cái gì vậy ạ? Theta y là góc quay từ cái xy trừ 1 sang xy xung quanh trục zy trừ 1 em nhé. Là biến khớp đấy. Em thấy khớp thứ nhất là quay là khớp quay đúng không? Thì nó phải có cái góc quay của nó. Là góc quay là theta. Ví dụ khớp 1 là quay là theta 1 đúng không? Thế bạn nhìn ban đầu là x0 với x1 là đang trùng nhau, x0 thì cố định, x1 thì gắn trên thanh nối thứ nhất, đúng không? Thì khi khớp thứ nhất quay một góc là theta thì các bạn sẽ thấy là cái trục x1 nó sẽ từ từ nó tách ra khỏi x0 và nó nghiêng với trục x0 một góc là theta 1, đúng không? Khớp thứ hai cũng vậy. Bạn sẽ xem, thế ban ở vị trí ban đầu là x1 này, nó gập một cái thì nó sẽ tạo nên cái góc, cái khớp thứ hai mà nó quay một góc theta 2 thì góc giữa x2 và x1 nó sẽ là theta 2 đúng không? Xung quanh trục z1.
Em đưa cô có thể cho bọn nghỉ giữa giờ sớm sớm thì để bọn em đi nấu cơm ạ. Cái gì xong sớm em? Nghỉ thế nào giữa giờ để đi nấu cơm ạ? Trời ơi, lo chịu được đúng rồi. Nhưng mà ở lớp thì có ai nấu cơm đâu, cô cũng nấu cơm mà chiều 1 giờ cô còn chị nghiên cứu sinh của cô bảo vệ cơ. Mà cô còn chưa lo chuyện nấu cơm mà em đã phải lo chuyện nấu cơm rồi. Nhà cô còn có em bé cơ. Các bạn ấy chưa ăn sáng đâu ạ. Gì? Chắc bạn ấy chưa ăn sáng nên muốn là nấu cơm sớm buổi trưa để ăn bù buổi sáng luôn. Trời ơi. Không, bố mẹ đi vắng hết rồi cô ạ, phải nấu cơm cô ạ. Em bé nhà cô nó còn chả kêu nữa các em. Không, ông cứ như bạn Yến Linh xem lại đi gót sau. Cô ơi, cô bảo là D6 là khoảng cách từ tâm O5 tới tâm O6 của cô. Ừ, chính xác. Thế các khoảng cách từ từ tâm, ví dụ như là tâm O3 đến tâm O2 thì như nào nhỉ? Thì sao lại không điều chỉnh lên DI? Mình tưởng là cô giáo vừa đọc là DI là khoảng cách giữa OI so với hệ trục tọa độ OX. Xem lại nhé, trong bước thứ, trong cái các cái tham số trong bước thứ 3 nhé. Em xem lại bước thứ 3, bước thứ 4 chứ, bước thứ 4 nhé. Các cái tham số của hệ thống gồm có alpha i này, di này, theta i và ai đúng không? Thì di là khoảng cách giữa các trục x, đấy, ai là khoảng cách giữa các trục z. Em lưu ý nhá. Ở đây thì vì sao cô từ cái d1 đến d5 bằng không? Các em thấy không? Bởi vì là x0, x1, x2, x3, x4 là nằm trong một mặt phẳng. Và x0 với 1 là cắt nhau này, x1 với x2 kiểu gì cũng cắt nhau này, x3 với x2 kiểu gì cũng cắt nhau này, x3, x4 với x5 cắt nhau. Chỉ có x5 với x6 thì là ở đây là song song và cách nhau là một đoạn bằng A6 thôi, đúng không? Trên từ A0 à D0 đến D5 là D bằng bằng 0 là vì thế. Cô thấy DI là khoảng cách giữa các x với nhau chứ cô? Đúng, chính xác. Các x mà. Thì x0 với x1 cắt nhau nên D1 bằng 0, đúng không? X2 với x1 cắt nhau cho nên là D2 bằng 0. X2, x3 cắt nhau. Ở vị trí ban đầu thì nó trùng nhau, đúng không? Trùng nhau thì cái khoảng cách cũng bằng 0. Đúng không bạn? Các bạn lưu ý là khoảng cách giữa nhau chứ không phải là nối từ O1 đến O2 nhé. Ra thì khoảng cách giữa các trục Z thì nó lại thuộc về A cơ. Đấy. Thế mới là gọi là robot đúng không? Đấy, hay ra phết. Nhiều cái các bạn nghĩ ra. Nhiều khi máy móc là cứ nghĩ nó phải như thế. Các bạn hỏi thì cô cũng nhìn ra. Nó phải em được. Cô tên lúc một khi là đó mà mình quay cái X2 và X3 nó song song rồi sao? Không sao X2, X3 song song được với nhau em? Nó giống như cánh tay của em ấy. Cánh tay em nhìn cái vai của em quay nhá, cánh trên gọi forearm, một cái là lower arm đúng không? Thế hai cái cánh tay luôn nối với nhau qua khớp thì em bảo nó song song thì tức là tay của mình. Dạ vâng, dạ vâng. Đúng không? Hiểu không? Đấy. Rồi thế tôi chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút để bạn gì bạn đi đặt cơm nhé, không bạn lại đói quá, bạn lúc bạn lại chấm cô điểm kém thì rắc rối. Ta nghỉ giải lao khoảng 10 phút nhé các bạn nhé.
Hết sự nghỉ giải lao rồi, chúng ta quay lại nhỉ? Các bạn đã quay lại lớp chưa? Rồi ạ. Em ơi cô. Cái chỗ mình mới xác định cái alpha 4 ấy. Thì là nó là góc quay từ Z3 sang Z4 theo cái trục x4 luôn. Đúng rồi. Thì em tưởng là nó quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ là 90 độ chứ cô nhỉ? Em nhớ, bây giờ em đặt cái ngón tay cái ngón tay cái của em nhá, là theo trục x4 đi nhá. Bốn ngón tay còn lại em đặt theo trục Z3 đúng không? Thôi em đặt theo trục Z4 đi. Thì nếu như mà nếu như em nắm tay lại mà chiều từ là nó lại là từ Z3 sang Z4 thì nó là cộng. Nhưng đây nó lại từ là Z4 sang Z3 thì nó phải là trừ chứ, đúng không? Theo quy tắc bàn tay phải nhá, quay từ Z3 sang Z4 đúng không? Z3 sang Z4 xung quanh trục X4. Bạn thấy không? Xung quanh trục X4. Như vậy là ngược chiều đấy, à là cùng chiều kim đồng hồ đấy chứ có phải ngược gì đấy đâu. Z3 sang Z4 chứ phải Z4 sang Z3 nhé. Bạn thấy không? Vâng. Chứ nó phải là trừ, đúng không nhỉ? Thế tức là bạn... bắt buộc là cái 4 và 4 ngón tay là mình chỉ theo cái ZY và cái ngón trỏ thì mình chỉ theo XY đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thế khi mà xác định bạn có alpha thì các bạn theo cái thì ngón tay trỏ theo trục X. Còn khi mà các bạn xác định góc theta ấy thì các bạn lại phải theo gì? Thì ngón trỏ của bạn lại phải theo trục Z để các bạn xem là X0 quay sang X1 xung quanh trục Z đấy là ZY trừ 1 đấy là bao nhiêu đúng không? Thì em phải xem là cái định nghĩa là quay xung quanh trục nào thì cái ngón trỏ em sẽ cho theo nó đặt theo cái ngón trỏ của mình theo đúng cái chiều đấy đúng không? Nếu xác định alpha thì chúng ta phải đặt ngón trỏ theo trục x, mà xác định góc theta thì chúng ta phải đặt ngón trỏ theo trục z. Ngón cái không phải ngón trỏ, ngón cái nhé, các bạn xin lỗi. Cô hay nhầm hai cái ngón đấy với nhau. Ngón cái là alpha y là quay xung quanh trục xy chẳng hạn như trong trường hợp. Quay xung quanh trục x thì cái ngón tay cái của em phải đặt theo trục x đúng không? Vâng, thì nó sẽ ví dụ chẳng hạn như em nói là ví dụ xác định góc alpha 4 thì cái ngón trỏ sẽ chỉ là x4 chẳng hạn. Đúng. Như mình xác định cái theta y chẳng hạn trong trường hợp là mình là xác định theta 4 thì ở đây là xung quanh trục Z3 thì mình sẽ cho cái ngón trỏ là theo trục Z3 đúng không? Đúng, chính xác, đúng không? Z3. Thì bắt đầu em nói quay thì ban đầu là cái góc X3 thì nó là trục nằm ngang đúng không? Em cho nó quay một góc theta 4 thì cái trục X4 lúc này nó sẽ nghiêng với trục X3 một góc là theta 4 đúng nhỉ? Ban đầu đang bằng 0 đúng không? X3 x4 bằng 0. Em cho cái khớp thứ 4 quay đi. Thì X3 mình coi như là vẫn cố định đúng không? Nhưng X4 lúc này nó sẽ nghiêng với X3 một góc là theta 4 xung quanh trục Z3 đúng nhỉ? Thì góc từ X3 sang X4 các bạn thấy là cộng chứ không à? Đúng không? Theo đúng nhá, chiều đấy là cộng theta 3. Em thưa cô là cái trục x0 ban đầu là mình chọn tại sao mình chọn ban đầu cô chọn trục nằm ngang nhé, thường là cái trục mình hay chọn hả em bảo sao mình chọn ngẫu nhiên hay sao mà chọn được nó trùng với trục x1 được cô? Tôi có cố ý chọn đấy chứ, nhưng mà may là nó là cái trục nằm ngang thì bao giờ mình cũng thích, là vì cái trục hoành ấy bao giờ người ta cũng chọn trục x0 là theo trục hoành, trục tung là trục y là đúng không? Chọn đúng không? Đấy là do mình chọn. Em có thể chọn khác, nhưng mà khi em chọn khác thì tất cả các chuyển động của các khớp khác nó quy vào đấy thì nó sẽ khác, đúng không? Ma trận A nó sẽ khác. Đấy, nếu như cô chọn như thế này thì cái góc theta của cô là đúng là theta. Còn nếu em chọn là vuông góc thì nó phải cộng trừ 90 độ vào đấy, đúng không? Nó phải theo cái giá trị ban đầu nó cộng trừ với theta. Vâng ạ.
bạn còn băn khoăn gì nữa không? Thế các bạn cứ đặt hết các hệ trục tọa độ này, lập bảng DH này, các bạn tự lập sao các bạn so sánh với cái phần kết quả mà cô đã đưa ra trên màn hình. Đấy, có chỗ nào các bạn thấy không trùng nhau một cái các bạn có thể hỏi cô luôn. Lấy cho mẹ cái sạc đi. Hết luôn. Rồi thôi. Các bạn đồng ý với bảng DH này chưa? Nếu như đã đồng ý rồi, các bạn lại lần lượt tính cho cô các ma trận AI nhé. Cô phải tìm cái sạc điện gì hết. Pin. Thank you.
Em đưa cô. Em hỏi đi. Là em đưa cô là cái theta 1 với theta 2 cùng là góc của x0 với x1 à? Theta 2 thì là góc giữa x2 với x1 cho em. Theta 2 là góc nghiêng giữa x2 với x1, góc quay từ x1 sang x2 xung quanh trục z1. Xem lại, em xem lại định nghĩa nhé. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Em thưa cô à, em cứ hỏi đi. Là, nhưng mà cái góc theta 2 là cái góc theta 2 là quay xung quanh trục z1 ạ. À? Ừ. Thì em nghĩ là khi mà cái góc theta 3 chưa quay thì góc theta 2 quay thì cái x1 với x2 nó vẫn luôn trùng nhau chứ ạ. À? Ừ. Thế nhưng mà khi nhá, em xét cái bây giờ em đang xét cái 3 đúng không? Y bằng 3 thì em sẽ phải coi cái hệ trục tọa độ 2 lúc này là cố định. Đấy. Ví dụ ban đầu x2 và x3 đang là trùng nhau nhé. Đang trùng nhau. Thì khớp thứ 4. À, em đang nói. Thôi được rồi. Bây giờ nhé, khớp thứ nhất này đứng yên này. Khớp thứ 2 bắt đầu quay nhé. Khớp thứ nhất đứng yên thì hệ trục tọa độ x1 đang ở vị trí là x1 với x2 là trùng nhau. Đúng không? Khớp thứ 2 bắt đầu quay thì nó quay một góc là theta 2, nó quay một góc là theta 2 đúng không? Thì lúc này cái trục x2 nó sẽ nghiêng với cái trục x1 một góc là bằng theta 2 đúng không? Em nhìn cái trục x1 đây nhá, trục x2 đây đúng không? Dạ vâng. Đúng không nhỉ? Đấy, thế bây giờ nó trục cái khớp thứ hai quay đúng không? Khớp thứ hai quay thì hệ trục tọa độ 1 em phải coi nó là đứng yên nhé. Đấy, và khi cái khớp thứ hai quay thì cái hệ trục tọa độ thứ x2 nó đang ở cái vị trí bằng với cái tức là trùng với hệ trục x1. Đấy, thì nó quay một góc theta thì lúc này x2 với x1 là không còn là trùng nhau nữa mà x1 với x2 sẽ nghiêng với nhau một góc là theta. Tức là khi em xem ở hướng và hệ trục tọa độ 3 trong hệ trục tọa độ 2 hoặc là 2 trong 1 thì em phải coi 1 là đứng yên. X1 lúc đấy là đứng yên đúng không? Và x2 bắt đầu quay. Khớp 2 bắt đầu quay và lúc đó thì x1 với x2 nghiêng với nhau một góc bao nhiêu xung quanh cái trục ZY-1 ấy nhá. Vâng, cảm ơn cô ạ.
Không. Không có bằng 1 đúng rồi. Nên trừ sin đúng rồi. Bạn nào có ý kiến gì cứ hỏi cô nhé. Cô ơi, từ cái bảng DH này mình có cách gì nhanh nhanh mà mình tìm được các cái mã trợ không cô? Nếu như không mà mình nhìn lần lượt thì nó hơi lâu đấy. Ừ, thì trong bước thứ 5 các em có công thức để tính ma trận AI đúng không các bạn? Đấy, các em thay vào chỗ nào là AI các bạn thay vào A đúng không? Chỗ nào là theta thì các bạn thay là theta. Chỗ nào là alpha thì các bạn thay cos alpha sin alpha vào đúng không? Nên lưu ý là alpha I với lại AI thì luôn luôn là constant. Đấy, trên ví dụ cos của 90 độ thì các bạn phải ghi ngay và ví dụ bằng 0 thì sẽ giảm bớt đơn được rất là nhiều thứ. Sin của 0 thì các bạn cũng có ngay là bằng 0 sin 90 độ 1. Bạn sẽ thay vào và thấy rằng là các ma trận AI chỉ là hàm của các biến khớp thôi. Ví dụ là khớp 1 là khớp quay thì biến khớp nó sẽ nằm ở theta I, đúng không? Theta 1 ấy. Đấy. Từ 1 như vậy các bạn sẽ có 6 cái ma trận AI, đúng không? Thay từ 1i bằng 1 đến 6 vào cái công thức AI các bạn sẽ có. Cứ mỗi cái AI mình lại có 4 cái ma trận nhỏ rồi. Sao lại có 4 ma trận được em ạ? Có 4 tham số chứ, đúng không? Có 4 tham số. Ví dụ nhé, ví dụ ở cái chỗ I2 và I3 ấy, thì nó giống nhau đúng không? Mình chỉ thay cái số 2 và số 3 thôi. Chẳng như thế, đúng không? Cái 1 giống cái 5 thì mình chỉ thay 1 với 5 thôi. Còn riêng cái 4 thì mình lại phải tính riêng kiểu đó, nghĩ thế. Tức là mỗi cái ma trận AI thì mình sẽ có phép dịch rồi phép quay hay không? Em ví dụ ông viết cho cái A2 đúng không? Là ví dụ ông viết cho A2 thì ông sẽ thay cái chỉ số 2 bằng chỉ số 3, thế là ra A3 luôn. Nó giống nhau ạ. Cô thấy không khí học của lớp này tương đối tốt, học các em rất là chủ động và các bạn còn có trao đổi với nhau rất là nhiệt tình. Thế là có được công điểm không cô? Của lớp tương đối tốt. Bạn tên gì để cô cộng? À em tên là Tú ạ. À Duy Tú à? Hay là Vũ Văn Tú ạ? Công nhận bạn khác. À Vũ Văn Tú, ok. Cô sẽ cộng điểm cho bạn. Điểm quá trình nhé. Nếu như bạn được 10 rồi thì cô biết làm sao. Hả? Thế thì tuyệt vời quá. Ừ. Học môn của cô nhiều bạn được 10 lắm. Cái kỳ trước phải đến chục bạn được 10 ấy. Ừ. 10 tuyệt đối cả 2 điểm cơ. Thôi cô thấy rồi. Thực ra Tú nói nhiều thế nhở. Thể hiện ngay mà. Tú nói nhiều thế nhở. Ừ. Không sao. Cô thích mấy bạn nói nhiều, các bạn cứ nói thật nhiều. Rồi. Rồi cảm ơn bạn Tú. Mình cứ khuấy động tinh thần trong lớp thì càng vui nhé. Càng học học robot là phải vui thì mới nó mới vào. Ra môn này là cô nghĩ là môn dễ nhất trong tất cả các môn mà các bạn học. Ví dụ như là môn chuyển động điện hay là môn điện tử công suất hay vi xử lý mới khó, chứ robot thì rất là dễ. Dễ lắm. Cô toàn chọn môn dễ để dạy thôi. Môn này không dạy nữa, môn hệ thống sản xuất thì học máy tính chắc bạn cũng đang học đúng không? Là hai môn rất là nhiều bạn là bảo là chỉ có hai môn của cô là em được 10 rồi, cả 5 năm học. Các bạn tính cho cô ma trận AI. Đơn giản thôi, đúng không?
Thì chúng ta sẽ so sánh kết quả xem nào. Cô sâu kết quả đi cô. Đã làm xong chưa? Xong xong rồi không làm tiếp. Dạ, rồi ạ. Đây, đây là kết quả đây. Đấy, có bạn xác định đúng không? Bạn bảo A2, A3 là kết cấu sẽ như nhau. A1, A5 kết cấu sẽ như nhau, đúng không? Chính xác, 1, 5 như nhau. Thì 2, 3 và 6 là như nhau, đúng không? Cô ơi, chưa, cô chưa xem kết quả không ạ? À? À, giờ gì đó? Từ A1 đến 6 bạn chưa thấy á? À, thấy không? Chưa... Cả lớp thấy không? Hay chỉ mình bạn chưa thấy? Các bạn thấy chưa? À, thấy rồi. A1. Rồi gì? Đấy, chắc là tại mạng của bạn ấy, chứ cô share màn hình rồi. Từ kết quả từ A1 đến A6 để các bạn kiểm tra. Lưu ý ở đây, C1 tức là cốt của theta 1, đúng không? C2 là cos theta 2, C6 là cos theta 6, S6 là sin theta 6. Sin với cos chúng ta viết tắt thôi chứ không lúc nhân lên nó phức tạp lắm. Cos sin nhờ lên. Cô ơi, hình như cái slide có đáp án này cô không up lên trên. Là cô đưa những file cơ bản nhất đấy, sao các bạn chịu khó chép vào. Chả có gì đâu, các em có gì bí mật, nhưng cô muốn là các em vừa học vừa chép đấy. Cô thấy là khi mà cô dùng slide trên lớp cô chuyển cho các em ấy thì hầu như các em không học gì, điểm rất là kém. Sau khi mấy khi học online cô đưa rất là ít, thế để vừa học đâu, cái này cách này duy trì có vẻ tốt hơn, đúng không? Nhưng nếu năm nay mà thấy đưa ít mẹ điểm kém thì năm sau cô lại đưa. Từ A1 đến A6 các bạn có rồi, đúng không? Thế bây giờ các bạn làm cho cô là bước cuối cùng, xác định ma trận T60. Bạn nhân giúp cô 6 ma trận đấy lên. Em và cô, tình hình là có vẻ em thấy là nhân 6 ma trận có vẻ hơi căng đấy ạ. Thì em nghĩ đây là tính toán nhưng cô có thể cho kết quả luôn. Em là sao?
Em ví dụ là nhân nếu mà nhân ba trận nếu mà nhân cả 6 ba trận bằng tay em thấy có vẻ là nó hơi khớt ạ. Thì yêu em là cô có thể sâu kết quả luôn ạ. Đúng Còn rồi, cái câu ở bởi giữa giữa vì thì các bạn có thể đọc hiểu thêm. thế này bạn nói cũng có lý của bạn, nhưng mà thực ra thì có một cái cách rất là đơn giản. Cách rất đơn giản là thế nào, vì cô đã nói với bạn là ban đầu rồi, là robot có giáo vâng tự do của nhân sau để biết thêm thì sẽ cần mà sẽ đấy là một cách đơn giản. Đấy là các bạn biết là chúng ta có một công cụ rất là tốt, đấy là MATLAB. MATLAB có thể giúp các bạn ví dụ là nhân trận trong TikTok, nếu nhiều bạn mà gọi là trong vòng nốt nhạc gì đấy, đúng không? Thậm chí các bạn chả phải tính ra là A1 nó là thế nào. Bạn chỉ cần các cái thứ, tức là mình lập các cái chương trình thế để đưa xác định alpha như là đưa thức cuối và máy tự động như tính A1 đến A6, các bạn lại code sự xử lý được với nhau. Ví dụ code bình cộng sin bình là lập tức MATLAB trả cho mình giá trị 1 luôn, hoặc là code sin cộng nó trả lại cái góc sin của hai cái góc cộng lại với nhau là nó tính hết cho chúng ta. Đấy là một cách, đúng không? Nhưng mà không phải lúc nào cách đấy cũng hay, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta còn nhiều bài toán mà nếu chúng ta không chịu khó nhận ý, là chúng ta sẽ rắc rối. Đấy. Tất nhiên bạn nói thì cô cũng sẽ cho bạn kết quả thôi. Kết quả sẽ cuối cùng nó như thế này. Nhưng nếu các bạn làm, các bạn biết là vì sao nó có những cái có cái xích sắt như thế nào để các bạn nối nó lại với nhau, và khi nối đấy các bạn hình thành trong đầu đó là cái đồ bạn như thế nào, thì các bài toán sau các bạn mới linh hoạt làm được. Bài toán này là bài toán tương đối dễ, còn các bài toán sau cái mức độ của nó sẽ càng khó dần lên. Thậm chí nhiều cái bài toán là không có phương pháp tổng quát nào cả. Với cái phương pháp này là các bạn có thể bất kỳ robot nào các bạn cũng có thể giải được, các bạn đều có thể giải được cái động học thuận của nó. Cứ cho tôi cấu hình robot đi, lập tức tôi sẽ đưa cho các bạn cái mà không nhưng có những bài toán là không có một cái phương pháp tổng quát nào đưa robot cho để có thể biết vào. Lưu ý một số chữ cái ký hiệu ở đây, ví dụ P2 3 4 từ góc 2, góc 3, góc 4 cộng lại với nhau trước rồi lấy giá trị cốt của nó. Lưu ý như vậy. Các bạn nhìn cái trục của góc 2, góc 3, góc 4 các bạn thấy có cái điều gì mà để nó lại có thể cộng ba góc lại với nhau và lấy giá trị cosin. Đó là điểm nào, chính là cái tâm số 6. Các bạn có cái thắc mắc gì
Thì các bạn có thấy cái gì mà vô lý trong cái kết quả của cô? Sao có một cái thông số gì đó rõ ràng là có mà bây giờ nó không thấy nó xuất hiện ở trong cái ma trận T60 nữa. Em thấy thiếu D6 của ạ. Thiếu D6 của ạ. Chính xác, một bạn đã phát hiện ra đúng là thiếu D6 đúng không? Bảo tại sao PZ PA vô lý đúng không? Điều vô lý đó là do chuyện gì? Ở đây cô chọn D6 bằng 0, nghĩa là ở đây cô đã đưa cái tâm O5, O6 là trùng với nhau, tức là cô kéo. Tức là cô đã kéo cái tâm O6 của cô ở đây này về cái vị trí này. Như vậy là O4, O5, O6 của cô là bằng nhau, là trùng nhau. Đấy, và cô chọn D6 ở đây bằng 0. Một cái lý rất tính được từ đến A4, A5, A6 đây cái này từ đây này là để định ba cái bậc tự do đầu là để định vị cho bàn tay của robot tại một cái vị trí, còn ba cái sau góc quay 4, góc quay 5 và góc quay 6 thì nó dùng để làm gì? Để nó xoay cái hướng của cái cổ tay. Thế nếu từ cái vị trí của cơ cấu cổ tay thì cái tâm O3, O4, O5, O6 là nó trùng nhau đấy. Thế nếu như tôi đẩy cái vị trí của cái khâu tác động cuối về cái cổ tay đấy thì cái việc góc 4, góc 5, góc 6 ảnh hưởng đến các cái đến cái góc sau. Tức là như A1 đến A3 tí rồi. Đấy, vị trí của cái cơ cấu cổ tay rồi. Đấy. Còn nếu như mà tôi muốn tính cái vị trí của cái cơ cấu cuối, điểm cuối theo O6 tôi chuyển đến điểm cuối thì nó sẽ liên quan đến cả 4, cả 5, cả 6. Và những bài tính sau tôi sẽ tính nó tương đối là phức tạp. Vì vậy chi bằng là tôi cứ đưa cái tâm O4, O5, O6 tôi đưa như đấy là cái cơ cấu cổ tay ở vị trí này, ba cái khớp sau để tôi định hướng thôi, còn cái vị trí tôi tính ở cái vị trí này để cho nó dễ. Thế bạn nói như thế thì đâu có đúng, vì em muốn là vị trí của cái này đúng không, vị trí của cái này cơ. Thế thì tôi xác định cái vị trí của cái này trong cái hệ trục tọa độ, trong cái hệ trục tọa độ này, và tôi nhân cái tôi sử dụng cái phép tính là tính vị trí trong hệ trục tọa độ để xác định cũng được đúng không? Thì như vậy tôi sẽ tránh được cái việc là đưa thêm các cái giá trị góc theta T5, T6 vì cái dù góc 5, góc 6 nó quay thì cái vị trí của cái điểm cổ tay này nó cũng thay đổi vì cái trục quay của nó là trục 5, trục 6 là cái tâm ở đấy mà, thì nó sẽ không liên quan các góc quay làm cho cái ma trận T6N của tôi nó sẽ T60 của tôi nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đấy, sẽ đơn hơn rất nhiều. Chứ nó sẽ không phức tạp, tức là tôi sẽ không phải nhân một loạt từ ấy. Cũng giống như là ở đây nếu như tôi chọn chọn vị trí này các bạn này thì rõ ràng là tôi thấy D1 không. D1 khác không nó sẽ nằm ngay trong cái vị trí ở cái D1 này. Như vậy là khi mà các bạn nhân từ A1 đến A6 thì D1 nó sẽ xuất hiện trong suốt cái từ A1 nhân A2 nhân A3 nhân A4 nhân A6. Như vậy là A1 cái giá trị này D1 này nó sẽ có và nó sẽ xuất lên trên này đã. Ô không thì cứ chọn lên đây nữa. Chuyển hệ không sẽ làm một phép tính như sau. Tôi sẽ xác định hướng và vị trí của một này của cái không thật cái không hệ không mà tôi đặt với cái hệ số với cái hệ trục tọa độ không mà các bạn quy ước ở đây cố định ở cái vị trí này, tuy nhiên ma trận thế là xong đúng không? Như vậy tôi sẽ tránh trong cái việc là tính toán của tôi nó sẽ xuất hiện những cái phần tử dù là nó công tăng thôi, nhưng khi nó xuất hiện trong cái phần cuối cùng này các chúng ta xác định nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Thì đấy là một cái mẹo để mà các bạn thực sự là có
chưa thấy là nó thuyết phục lắm. Nhưng trong cái bài toán họ ngược rõ chọn cái ô 4, ô 5, ô sạch. Đấy. Cái D6 cô đã tặng ghi là ở trên này. Các bạn sẽ không thấy bóng dáng cái D6 trong cái kết quả, cái vị trí thì TX, T5. Nhưng tất nhiên là nó vẫn liên quan đến hướng, cho nên đây là cái ma trận quay. Đây chính là thành phần ma trận quay. Trên theta 6 nó vẫn xuất hiện, đúng không? Các bạn sẽ thấy nó ở đây. Góc 6 nó xuất hiện. Nhưng nó sẽ không xuất hiện ở cái vị trí. Vị trí vì đây là mình đã chọn là vị trí cổ tay rồi, đúng không? Đấy, sau khi cái robot này rồi thì là những cái robot trước thì cô đã trợ giúp các bạn rất là nhiều để làm cái phần này, đúng không? Để làm phần này vì sao? Một cái robot dù hai bậc tự do nhưng mà cấu hình nó cũng không phải đơn giản, và một cái robot 6 bậc tự do thường dùng trong công nghiệp. Giờ cô muốn các bạn sẽ tự tay làm từ đầu đến cuối thì các bạn hãy giúp cô, chúng ta sẽ thực hiện cái bài toán tính toán động học thuận của một cái robot tương đối là đơn giản, đó chính là robot Plana, đúng không? Robot Plana thì cô đã hướng dẫn các bạn rồi, đấy là robot có hai bậc tự do, cũng là hai khớp quay, đúng không? Nó có hai thanh nối thứ nhất có chiều dài L1, chiều dài thanh nối thứ hai là L2, giống như cánh tay các bạn lúc đang dang ra ấy. Đấy, cánh trên, cánh nối giữa vai và khuỷu, một cái từ dài nối giữa khuỷu với cái cổ tay ấy, đúng không? Đấy, một cái cánh trên chúng ta có chiều dài L1, cánh hai là L2. Đấy, khi chúng ta giơ bàn tay lên nghĩa là cái khớp là nhờ cái khớp đầu tiên, đúng không? Cái khớp đầu tiên này nó quay xung quanh cái khớp thứ hai thì trục quay xong đấy, nó quay xung quanh cái trục của cái khử đấy, khớp là theta 2. Bây giờ cô nhờ các bạn chúng ta hãy từng bước một. Cô mới bắt đầu muốn là các bạn từ từ tính toán, từ một chút thì cái này là dễ nhất đấy, robot Plana là robot dễ nhất.
Các bạn xem lại cấu hình của robot này đúng không? Robot này còn có cái tên gọi là robot Pelican đấy. Pelican. Hình ảnh của nó đã trong cái phần tính toán cái thủ công thì cô đã đưa các bạn cái hình ảnh của robot đấy rồi đúng không? Này. Chính là cái hình ảnh của cái robot Pelican giống như cánh tay của chúng ta. Cái mẫu hình này là tương đối là giống cái tay của chúng ta đấy. Là data. Thế như vậy là các bạn sẽ có cái biến gốc của chúng ta đúng không? Đưa vào vector quy. Vi bao gồm hai thành phần, gốc của gốc thứ nhất, gốc thứ hai là theta 2. Hai gốc này đều là gốc quay, đúng không? Và chiều dài của hai thanh núi L1, L2 là các cái tham số, người ta gọi tham số động học. Động học phụ thuộc vào robot. Các bạn em máy sợ bước nhất mình sẽ có thể bước các em logo mạng cô đang kém đấy, nghe tiếng bị giật với cả màn hình nó không được tốt ạ. Ở đây cũng gọi là một đây là cái robot Pana đây. Hình thật.
giờ là đã 11 giờ. Giờ này còn các bạn còn ở đấy không? Đây. Bọn em không nghe cái gì cô ạ. Thế à? Người mạng chung bị yếu. Khoảng tầm 5 phút rồi không nghe được cô nói gì không ạ?